Em, ủa làm gì giống như mèo chết vậy hả? Yểu xìu bánh bao chiều vậy? Đi làm về mệt quá, kẹt xe muốn chết luôn. Ừ, mệt lắm phải không? Thôi, đi vô bếp nấu đồ ăn đi, nha. Chồng con gì kỳ cục quá. Vợ đó mệt thì thôi cho vợ nghỉ đi. Còn nấu cơm nấu nước cái gì nữa. Em sao vậy? Cả ngày em làm trên công ty, em ngồi một chỗ mà, đâu có vận động gì đâu, đúng không? Bây giờ vô bếp mình làm mình này nọ hăng hái. Đừng có nói đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự thì... sao? Ok, thì cũng ok, hiểu không? Nhưng mà anh thấy là em nên đi vô nấu đồ ăn đi nha. Chứ không có hai đứa đói chẳng lẽ cười nhe răng vô đếm, hiểu không? Thôi bữa nay hay không nấu nướng vậy đó. Anh kêu đại hủ tiếu gõ đầu đường vô ăn đi. Em nói gì kỳ vậy Linh? Thế bữa nay em mệt thiệt. Mệt thì mệt chứ, nhưng mà cái nó nói bữa ăn gia đình bây giờ cũng quan trọng. Em vô em nấu cơm ăn, hai vợ chồng cùng ăn chứ. Năm 365 ngày là cũng ăn rồi. Nay nghỉ một bữa đi có chết đâu trời. Nè, em không tin em nói một tiếng nữa, tôi bỏ nhà tôi đi hôn. Thôi được rồi. Để em vô em nấu cơm cho anh ăn nha. Chứ anh đụng một cái là anh bỏ nhà anh đi thì mệt lắm. À mà khoan. Gì nữa? Ngày mai á, đi làm về á, nhớ mua đồ ăn nhiều hơn phần nha. Cái gì vậy? Bà cô ruột anh xuống thăm. Cái gì? Cô Ngân xuống đây á hả? Ừ. Ờ, đó. Cái Facebook anh là những status nó vậy không á, hiểu không? Tụi nó phải vậy mới đậm chất. Đó, chẳng hạn như là anh mang giày đỏ để chứng tỏ yêu em đó, thấy chưa? Còn nha, soái ca là của Ngôn Tình, còn anh là của chỉ mình em thôi. Ghê không? Trời ơi, tôi nghe tôi nổi da gà luôn mà. Ừ, rồi. Rồi vậy nha, ngày mai mình tám tiếp nghe. Ừ. Rồi, cái bài. Long hả con? Dạ con. Ủa cô? Cô đây. Cô lên nào con không? Cô vô ngồi chơi. Đang nói chuyện với ai đấy con? Con nói chuyện với bạn bè trong công ty cơ quan. Dạ. Chào bạn bè hả? Cô mới gặp mà vợ con ở bên dưới đấy. Nó nói là con trên lầu, cô lên cô thăm con liền cho đỡ nhớ. Dạ. Lâu lắm rồi. Dạ. Ủa mà cô, sao tự nhiên cô nói con là ngày mai cô mới lên, là tự giờ cô lên đột ngột buổi tối luôn vậy? Mày không biết tính cô hả? Cô muốn tạo sự bất ngờ vậy nó mới vui, nó mới bất ngờ. Lấy vợ mày bất ngờ quá trời mà mày không bất ngờ gì hết. Con muốn xỉu luôn chứ bất ngờ chứ, quay qua gặp cô còn tưởng là... À, thôi, à, cô cũng mới lên phải không? Dạ, cô vô cô tắm rửa tẩy trần cho nó mát đi ha, rồi ra con làm cơm cặn cho cô ăn nghe. Ôi nhìn cô nó bẩn lắm hả? Đâu có đâu, ý con. Cô đi xe hơi mà con, đâu có bụi bặm gì đâu mà phải tắm. Lên đây chưa gặp được thằng cháu đích tôn mà đã bắt đi tắm rồi. Con chỉ muốn cô thật mát thôi chứ có gì đâu, không có ý gì đâu cô. Cô không có bẩn. Dạ. Cái nhà mày mới bẩn á. Ở mà để cái vừa bước vào cái sân là thấy rác không à. Rồi cây cối thì héo que héo quắt đi, không có sức sống gì hết. Bước lên cái cầu thang bụi không à, cái sàn nhà này nè giờ hết chân rồi. Dạ cô cũng thông cảm con, tại vì hai vợ chồng cũng đi làm từ sáng đến chiều tối về tới mệt quá, ăn xong rồi sáng mai đi làm nữa. Rồi để chút xíu con kêu con vợ con nó quét liền cho nghe. Mày quét luôn đi, nãy cô vào là thấy vợ đang giặt đồ đó, để nó phơi đồ đi. Đông con trai quét xíu nhà đi để nó sạch sẽ. Cái thằng này vậy mà nãy giờ cũng đi ở trên cái sàn nhà này được. Cô, cái đó chuyện của đàn bà mà ha. Để con kêu vợ con nghe cho nghe. Đàn bà là đàn bà thế nào? Đàn ông là không quét nhà được hả? Bây giờ con có quét nhà không? Trời ơi, để giờ con quét cũng được mà. Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Mày treo cô lên cái xà nhà đấy. Sao tự nhiên cô đòi treo là sao? Cái số cô nó khổ quá mà. Sao cô? Cô ông anh ấy đẻ được thằng con thì mất sớm. Một mình cô ấy phải nuôi thằng cháu đích tôn cho nó khôn lớn thành người. Đấy, bây giờ nó có vợ rồi.
nhờ nó quét cái nhà thôi mà cũng không được. Vậy thì sống làm cái gì nữa? Cô lên cái đèn đi con. Được rồi, để con quét cho. Dạ để con quét cho. Dạ khỏi luôn. Dạ để con quét cho. Quét chưa? Dạ con quét. Con sợ cô luôn á, thiệt luôn. Cái chiêu này của cô hay thiệt luôn. Cứ mỗi lần nói gì cô không chịu, cô cứ vậy hoài. Ớn thiệt. Thôi để con đi quét nhà cho cô nha. Soái ca là của Ngôn Tình. Anh đây chỉ có một mình em thôi. Mới lên tới nhà mà đã thấy có cái gì nó cấn cấn rồi đấy. Alo. Chưa ngủ hả? Nói nghe nè, ngày mai sinh nhật nó đó, chắc tao đi không được. Lũ bu quá mày ơi, chắc mày chúc mừng nó giùm tao nha. Tại vì biết sao không? Bà cô bên chồng tao bà mới lên. Trời ơi, bà khó dữ lắm. Mày thấy chồng tao không? Hổ báo cỡ vậy đó, mà cũng sợ mà một phép đó. Hết cách rồi, thôi. Vậy thôi ha, thôi bữa khác rồi tụ tập sau nha. Nó dùng tao một tiếng nha. Thôi ngủ ngon. Chưa ngủ à con? Cô. Dạ con xếp đống đồ rồi xong con ngủ. Thằng Long đâu con? Dạ anh Long, anh đi toilet. Cô ngồi đi cô. À, dạ. Đi toilet hả? Dạ. Buồn ngủ quá rồi hả? Dạ. Không ấy để cô xếp đồ cho. Dạ thôi, con không dám cô. Dạ thôi, con về ngủ đi cô. Cô có chuyện muốn nói chuyện với thằng Long một xíu. Long ơi. Dạ. Ủa cô. Tắm hả con? Dạ, con mới tắm xong. Cô ghé có gì dặn dò hả cô? Con có thời gian đi tắm mà không có thời gian dạy vợ hả? Ủa cô? Con làm sai gì hả? Em làm cái gì vậy? Cô làm gì đâu? Ngay trước mắt đây mà không thấy hả? Sao không chịu nói vợ con nó xếp đồ cho nó đàng hoàng ngay ngắn mà không? Ban ngày bao nhiêu thời gian không xếp mà sao bây giờ tới khuya khoắt rồi còn xếp đồ? Với lại xếp đồ đó là phải xếp theo ly, theo nếp. Cái nào mà không xếp được ấy thì treo nó lên cho nó đỡ nhăn. Chứ mà để một đống một ụ thế này đồ nó nhăn nhúm rồi mặc ra ngoài đường thì người ta nói làm sao? Linh, có chuyện xếp đồ em cũng sắp để cô phải la gì hả Linh? Vậy cái gì để con chỉ là vợ của con? Cô là chỉ có mỗi một thằng cháu đích tôn thôi. Dạ. Và cũng chỉ có mỗi thằng cháu đích tôn đó hiểu được cô thôi. Dạ. Vào xếp đồ đi. Ngủ đi con, Linh. Dạ xếp thôi. Không, con xếp đồ. Không, con mệt rồi ngủ đi. Thằng Long xếp đồ đi. Thì vợ con xếp cũng được mà. Để cô xuống lấy sợi dây thừng. Ơi, được rồi, cô để con xếp. Ngủ đi con, Linh. Dạ, con ngủ liền. Dạ được rồi, con xếp rồi, cô ngủ đi. Nó mệt quá mà, xếp đồ đi. Dạ. Cẩn thận nha, gọn gàng vào. Dạ. Thôi được rồi, ngủ đi. Lên xếp cho. Nằm hớ xuống thì ngay được liền hay thiệt luôn á. Dạ, con chào cô buổi sáng. Dạ. Xin phép cho con với bà con đi làm. Dạ. Đi. Khoan đã. Chuyện gì vậy cô? Mấy nay cô cũng lu bu quá, chưa nói chuyện với hai đứa được nhiều. Ngồi xuống đi. Dạ cô cũng trễ giờ làm rồi, đi trễ sếp la chết cô à. Dạ. Dạ, xin phép. Dạ thôi, dạ ngồi. Dạ. Dạ cô cứ nói chuyện đi, con xin hầu chuyện cô ạ. À. Ở nhà thì chửi vợ mà lên công ty lại sợ sếp la. Dạ, thì cô nói đi con nghe. Đợt này ấy, cô lên Sài Gòn muốn qua nhà bác Tư chơi, bác cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà cô lại không có rành đường Sài Gòn lắm.
Thì thôi hai đứa thu xếp chở cô đi nhá. Dạ được rồi, dạ chiều đi làm về rồi con chở cô đi. Khỏi con. Ủa vậy con công việc lu bu á, để Linh nó chở cô đi. Dạ. Không lẽ lâu lắm rồi cô mới lên Sài Gòn, con không chở được cô sao? À, dạ thưa cô nhưng mà đã... dạ đi 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 con đi con chở, dạ, dạ. Chở đi đâu cũng dạ, đi được. Chắc chắn sẽ chở đi cô. Dạ. Dạ, dạ thôi xin phép xong việc lại phải không cô? Dạ. Dạ đi làm đi. Khoan đã. Nghe cô nói nha Linh. Dạ. Con ấy là sống ở thành phố mà sao con ăn mặc nhìn nó quê mùa thế con? Con phải có cái gu chứ. Cô nói ấy, con đừng có buồn. Chứ mà con á mà đứng cạnh cô á thua xa lắm. Dạ. Dạ dạ cô. Rồi không may đi ra ngoài á người ta lại nói là thằng Long không biết chọn vợ. Chứ sao nữa, nhìn cái gì con? Dạ 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 đúng ạ. Thôi hôm nay xin nghỉ nửa ngày đi. Trưa nay về cô dắt đi làm đẹp. Con thấy như vậy cũng được rồi mà cô. Không dạ. Đâu cô đi thăm dạ, bác Tư có phải đi ăn dạ tiệc dạ. Gì đâu mà phải sang chảnh này nọ cô. Dạ. À, chiều nay nghỉ nửa buổi nha. Có gì để anh gọi điện cho sếp em luôn. Xin ấy ra dạ. Nửa buổi xong là về đưa cô đi. Dạ. Anh ơi. Hả? Nhưng mà tiền anh giữ hết rồi, em có tiền đâu mà đi. Thì tôi đưa cho, có gì đâu mà lại. Con nói cái gì? Dạ. Không có tiền. Vậy là từ trước tới giờ trong căn nhà này thằng Long là thằng giữ tiền à? Dạ, con đi làm về con đưa hết tiền cho anh Long giữ. Không có được, không thể như thế được. Cô chưa thấy một cái gia đình nào ấy mà người đàn ông lại là người giữ tiền. Bởi vì đây ấy, nó là một cái công việc rất là mệt mỏi. Dạ đúng rồi cô. Chính vì vậy mệt mỏi con cảm thấy con là trụ cột gia đình. Cho nên con phải gánh được cái mệt mỏi đó cô à. Không thể được con à. Đây là một công việc mệt mỏi. Rồi con đi làm nó cũng mệt mỏi nữa. Thì làm sao mà con đủ cái tỉnh táo để con giữ tiền được. Cô không cho phép con làm điều đó. Linh phải là người giữ tiền. Một người phụ nữ trong gia đình mà không biết giữ tiền thì sau này làm sao mà có thể vun vén, làm sao có thể chăm lo cho con cái mình được. Cô à, nhưng mà tại vì từ đó đến giờ chuyện lớn nhỏ trong gia đình là con người giải quyết hết. Cho nên con cần phải giữ cái thẻ của gia đình cô à. Nhiều chuyện lớn lắm hả? Dạ. Nói thử cô nghe chơi. Dạ như chẳng hạn như là... Thôi khỏi đi con. Đưa cái thẻ đây. Cô... Khoan từ từ từ. Đâu rồi cái thẻ đâu rồi? Đây. Dạ cô. Xém một chút xíu nữa là chết rồi. Đàn ông con trai lần sau quyết định nhanh lên nhá. Dạ. Long. Có cái gì cô? Mày định giết cô hả? Không, giết cổ cô. Không có, cái chân cô đạp. Cái chân cô tự đạp. Cái chân cô tự đạp. Cô xin lỗi. Đúng là cầm tiền áp lực thật. Dạ, trước mắt cô tháo này cô đã áp lực không? À. Cái này nó có hùng lắm cô. Đưa đây. Phụ kiện của cô đó. Qua bên đây. Nhanh. Dạ. Cầm tiền lấy con. Dạ thôi cô con muốn cầm. Ê mày đừng. Đưa con cầm. Giữ cho nó chắc vào. Dạ. Cô tiễn con đi làm mấy bước rồi trưa nay về. Đi, đi với cô làm đẹp nhá. Dạ. Cô. Ủa vậy là sao trời? Cuối cùng là cô ruột của tôi hay là cô ruột của Linh đây? Vậy được cho nó đỡ mệt. Trời, từ lúc lấy vợ đến giờ chưa bao giờ quét cả nhà. Hôm nay mới quờ có mấy cái, có lần nó muốn gãy luôn trời. Cái gì đây? Ủa trời. Sao con gái giờ mà thả thính nó dễ dính vậy ta? Cũng hên là bà cô với là vợ đi rồi, mà chết luôn. Alo.
Tối nay anh kẹt rồi nha. Anh bận ký hợp đồng tới cả chục tỷ lần, không phải gặp anh mới được nha. Rồi rồi rồi, vậy nha. Ôi ui ui ui. Thằng mất dạy. Con cái gì? Cô chưa đi với Linh. Tao mà đi rồi thì làm sao tao biết được cái bộ mặt thật của mày hả? Mày là cái thể loại đàn ông gì vậy hả? Có vợ có con rồi mà tại sao còn đi thả thính con gái nhà người ta hả? Không có, cô đừng hiểu lầm. Con chỉ... Mày im mồm đi. Đời tao ghét nhất là cái thể loại đàn ông trăng hoa. Mà tao không ngờ thằng cháu tao lại là cái loại đàn ông như vậy. Cô đừng có hiểu lầm. Thật ra con cũng nhiều khi buồn quá rồi thả thính rồi nhắn tin cho nó vui thôi. Nhưng phần lỗi cũng lỗi vợ con cô. Cô ngồi xuống con tâm sự cô nghe. Đi thì cô ngồi xuống cô bình tĩnh nha. Mày tâm sự đi. Cô không biết rồi đó. Đi làm về mệt mỏi nhìn vợ nản luôn cô. Cái gì đâu mà người xuống đậu cơ. Rồi không có sức sống, nhìn bãi quải, nhìn như bà già hả cô. Vậy là từ trước tới giờ trong mắt mày tao cũng không bao giờ đẹp đúng không? Sao tiện đâu cô, bà con đâu có nói cô, nói vợ con mà. Sợi dây của tao đâu rồi? Thôi. Tao để sợi dây đâu rồi? Cô. Mày lên lấy cho tao sợi dây nhanh. Không, cô, con nói vợ con nói cô đâu. Mày thề đi. Con thề luôn, con chỉ nói vợ con, không bao giờ nó nói cô hết. Mày suy nghĩ kỹ lại đi. Vợ mày nó xấu, nó xuống sắc, nó tàn là vì ai? Là vì mày đó. Ngày xưa cái thời con gái đó, nó đẹp như thế nào mà chỉ vì lấy mày, về hầu hạ mày, về phục vụ mày, bây giờ nó mới tàn như vậy đó. Tao nói thật nhá, cái thể loại đàn ông như mày ấy, dù có đẹp như tao ấy, lấy phải nó cũng tàn thôi, không muốn gì. Bị cái gì vậy? Dạ đâu có cô, con dạng vậy là ý ngư lên vậy là nó là cô là số 1, là cô nói đúng không cô? Tới giây phút này mày còn nói xạo nữa hả? Thôi không nói nhiều nữa. Linh ơi con, Linh ơi. Dạ. Xuống đây cô bảo. Dạ. Cô làm gì giờ con vậy? Tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày dừng ngay, bỏ ngay cái chuyện lăng nhăng thả thính. Còn hai á, là tao sẽ nói cho vợ mày biết tất cả mọi thứ, rồi mày bỏ vợ mày đi. Lúc đó mày muốn làm gì mày làm. Cô, đừng có nói như vậy con. Trời cô ơi, cô. Anh ơi. Hai người đang nói chuyện gì? Anh nói cô là hôm nay vợ của anh xinh đẹp quá. Anh yên tâm đi, em không có làm hao hụt gì tiền trong thẻ hết á. Đâu có, anh đâu đụng chạm gì tới tiền gì đâu. Đúng cô, con đâu có đụng chạm gì tới tiền đâu. Bây giờ cô tính thế này. Thằng Long chở cô qua Bắc Tư đi. Còn Linh. Dạ. Con đi sinh nhật bạn đi. Dạ thôi cô ơi. Cô nghe thấy rồi. Hôm nay sinh nhật bạn con đúng không? Dạ. Tội gì mà không đi chứ. Cô nói cho con nghe này. Là con gái lấy chồng rồi đừng bao giờ để đánh mất bạn. Lâu lâu là cứ phải đi ra ngoài chơi, chứ đừng có cắm đầu cắm cổ mà chăm lo cho chồng. Để nó chiều nó quá thì nó sinh tật đấy. Cô, cái gì? Con chở cô đi, con vợ cô đi sinh nhật. Được mà, nay nó ăn mặc ngon thế này mà nó phải đi tiệc. Thì đó, chính như vậy tiệc là bao nhiêu đàn ông đó rồi. Thì rồi sao? Rồi sợ mất vợ hả? Dạ đúng rồi cô. Đúng thì chở nó đi đi. Dạ cảm ơn cô. Ừ, vợ của anh xinh đẹp quá. Ôi trời mình nhiều. Ôi thôi, có cô đây kìa. Không sao đâu, hồi còn trẻ cô cũng hay làm thế. Hả? Long, mày đi giết. Anh phải đi thẳng người lên anh thôi. Mày đi giết cô mày à. Ê cô. Cô ơi. Đó. Luôn đi. Vậy là tao hát hồng thầy cô lên. Nam giờ này nóng quá ta. Dạ cô. Dạo này cảnh vật ở đây lạ quá cô ha.
Ngày xưa con đi học á, lúc mà con còn nhỏ á, ở đây đất đỏ không à. Mà dạo này ở đây người ta xây cái công viên, lúc nào cũng có cái tập thể dục này kia cho dân mình. Con thấy là ok cô hả? Cô ở gần đây hả cô? Tôi gần đây tôi mới ra đây tập xa, tôi đâu ra đây tập làm chi. Con ở phương Tây á, thật ra con không được hỏi tổ phụ nữ, nhưng mà cho phép con hỏi cô hôm nay khoảng 30 tuổi không? Không có đâu. Dạ. Tôi năm nay là làm gì 30 tuổi? Tôi năm nay 40 mấy rồi. Oh my god. Cô 40 mấy tuổi? Ừ, tôi 40 mấy tuổi rồi. Cô nói thiệt nha. Con nhìn cô á, cô đoán khoảng 30 tuổi là cùng mà. Tại vì cô đẹp mà cô trẻ hơn với lại cái mấy cái phụ nữ bên bển con ở lắm. Đừng thấy tao già mày định đâu mày. Không, con thật ra con ở bên đó con không biết nó xạo gì hết. Cô có một cái nét đẹp mà thật là nét đẹp thuần Á Đông đó cô. Cô lại có một cái gương mặt rất là phúc hậu. Tuyệt vời. Nhìn cậu chắc không phải dân đây hả? No. Con đang enjoy ở bên bển về. Enjoy là sao? Là bánh gì joy rồi? Không có joy tại vì cái con hay tập nói tiếng Việt á, nên nhiều khi con hay đệm từ vô nên à là kêu cơ bằng là Việt Kiều á, Việt Kiều về quê á phải không? Việt Kiều, cậu Việt Kiều phải không? Không, con là du học sinh. À du học sinh dạ. Lâu chưa? Lâu chưa? Con mới về đây khoảng một tháng. Nhưng mà con xin phép con đi tập thể dục, không làm phiền cô nữa. Dạ. Vậy thôi. Cậu đi. Dạ, chào cô. Lịch sử á, Văn Minh đã bệnh về Văn Minh. Dạ. Đi nghe. Làm như mang cái áo này vô cái trẻ hay sao trời. Mày biết nó xạo, nó dắt người khen tôi. Tôi vậy mà 30. Ui xuống. Phúc cô. Chào con. Dạ. Ý mà hôm nay cô ra trễ hơn mọi hôm cô hả? Nay cô bận việc nhà đó. Dạ. Lo cho đứa con gái. Ủa cô có con gái nữa hả? Có đứa con gái thôi. Hỏi chi mấy đứa cô tùm lum việc nhà mà. Dạ. Mà sao bữa giờ sao? Dạ cô con đi ra tập đây dọc dòm hoài không thấy con đâu hết trơn à? Dạ thì con cũng tập làm quen với đường xá này kia, cô thấy cũng được rồi. Dạ. Quen chưa? Biết đường biết xá về nhà chưa? Có đi lạc không? Dạ lúc đầu cũng có lạc nhưng mà giờ biết đường rồi cô, biết tới chỗ ăn rồi đi về này kia rồi. Dạ. giỏi tụi bay giỏi á. Có quen được ai chưa, nói chuyện được ai vòng vòng đấy chưa? Dạ cũng có mấy ông giữ xe với mấy bà trong xóm mà. Dạ cũng được. Dạ. Bữa trước nói chuyện bay á, mà sao bay lúc nào cũng bận rộn, nói một chút xíu tụi bay đi à. Cô hỏi nghe nói hỏi gì du học qua bển đúng không, đi học về bển về đúng không? Dạ. Mà bển là bển nước nào? Dạ con học bên Anh Quốc đó cô. Anh Quốc luôn á hả? Dạ. Trời ơi, học bển là tốn tiền lắm nha. Dạ cũng chịu khó cô, con học cũng 5 năm rồi. 5 năm? Dạ. Con đi học ở bên Anh 5 năm, trời ơi. Tiền đâu chịu cho thấu trời. Tại con học ở đây rồi nhưng mà ba con muốn con nâng cao kiến thức hơn nên là cho con qua đó học. À con đi qua bển con học rồi con về đây là coi như là con đi xin việc làm ở bên đây đúng không? Dạ không, ở đây bên Việt Nam mình con có công ty của gia đình. À là có điều kiện gia đình làm xong rồi cho qua bển học rồi về làm với công ty ha. Dạ. Cũng được, cũng giờ con cũng trễ rồi. Con xin phép cô, con đi công chuyện xíu. Thôi đi công chuyện đi. Dạ. Dạ, con đi ạ. Con dạ. Đi cẩn thận nha. Dạ, chào cô. Chào con. Không biết đâu ra mà có cái thằng mà nó dễ thương mà nó có điều kiện mà nó học mà không biết suy nghĩ nữa thiệt ạ. Trời đất ơi, cô gái đâu đứng quét sân của một mình vậy? Dạ, chào đây, chú. Để anh quét giùm cho. Dạ thôi chú, con tự quét được rồi. Gãng lứa mà quét tay kiểu này là không được, nó hư, nó chai tay hết. Dạ thôi chú đừng quét, má con la chú. Làm gì vậy? Dạ chào cô. Tính cô ra... gì? Mày vậy mà tao kêu bằng cô. Tao kêu mày bằng chú đúng hơn á. Mày làm gì đây? Dạ chào cô, con tính phụ em gái quét cái sân nè. Tôi đẻ ông hồi nào ông kêu tôi bằng con với cô. Cỡ như ông là tôi kêu bằng bác mà tôi còn thấy ngượng miệng đó. Giờ sao? Quét nhà đúng không? Về quét cho vợ kìa. Mày muốn quét không?
Mày quét không? Má. Dòng thứ già mất nết, trâu già khoái gặm cỏ non. Nè, tôi nói cho biết nha, từ đây về sau nha, con của bà là cành vàng lá ngọc nha, chứ không phải ngoài đường ngoài chợ chơi xong lặt chợ đâu, chứ không đụng là đụng nha chứ. Đứa nào mà đụng với con gái của tôi hả, tôi nói cho biết tôi đâm qua trong não nha chứ, quýnh từ trên đầu quýnh xuống nha chứ. Quỷ ma binh không à. Còn con nữa. Dạ. Làm gì đây? Thì sáng má nói ngoài đây vô, con quét mấy cái lá nè. Má dặn nha chưa, đàn ông trên đời này không có tin được, nghe không? Không có dễ dãi được, không phải người ta xin gì là cho cái đó. Nhìn cái gương của má nè, hồi xưa ba mày cũng xin tao đó, cũng xin tao, tao cũng cho đó, rồi có mày rồi ông đi luôn đó. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Dạ. Nè, nói lần cuối luôn, kể từ bây giờ á, má cho thì mới được làm, còn má mà không cho là không được làm, nha chưa? Nha chưa? Dạ. Đưa cái chổi đây. Từ ra về sau cái chuyện quét nhà để má quét nha chưa? Ở trong nhà không có bước ra đây. Dạ. Đi vô. Thôi má không vô. Nè, má dặn một lần cuối cùng nha chưa? Má cho thì mới cho, còn má nó không cho là không được làm, nha chưa? Dạ. Cô, cô cho con hỏi một cái. Gì gì? Dạ không có, dạ con là sinh viên á. Con ở cái xóm trọ ổ chuột kia nè cô. Cô đang làm cái bài luận văn để tốt nghiệp á. Năm thứ ba con học ngoại thương. Mà giữa chừng á, nó hết mực á cô. Con đang muốn đi xin, cô có ở nhà có mực cho con xin miếng mực. Tao muốn rối loạn tiền đình với mày luôn. Mày đi xin mực mà mày làm gì mày nhảy qua nhảy lại vậy hả? Tại từ nãy giờ con xin quá giờ nhà không có nhà nào có, con phải chạy, tại con sợ gấp quá. Rồi mấy nhà kia không có hả? Dạ không có cô. Không có, mắc mớ gì nhà tao có. Nhà tao phải tìm tập quá đâu. Cũng phải, con rối, con xin lỗi cô. Vậy thôi con xin phép cô, con đi. Nè. Cái gì vậy? Ai làm gì khóc? Tao có đánh đập gì mày đâu. Dạ không có cô. Tại vì ba má cho con tiền ăn học dưới quê á. Lên tới đây mà nay mới năm cuối rồi. Mà mấy ngày hôm nay á, đúng là con làm cũng xong rồi, nhưng mà tại vì con phải kẹt đi làm kiếm thêm tiền để mà trang trải cuộc sống á, cho nên không có đủ. Ráng làm thêm mấy ngày nữa để mà đủ tiền để trả tiền trọ với lại tiền học phí. Cho nên còn ngày nay ngày cuối, nếu con không làm xong là coi như là con phải thi lại. Con không biết nói chuyện với ba má con làm sao nữa. Dạ thôi con không làm phiền cô nữa. Con đi. Nè. Nói rồi đi để đợi người ta nói chứ. Rồi cái viết hết mực thiệt không? Dạ thiệt mà cô. Cô nhìn nè. Đâu viết đây thử cái coi có hết mực không? Dạ không có. Không có mực đâu cô. Ừ. Thôi được rồi, bây giờ đi vô trọng đi. Tôi có đứa con gái nó cũng cỡ như tuổi cậu á, mà nó cũng xài cái viết giống vậy nè, chắc là có đi vô trọng hỏi em á thử có không, nó bơm cho một miếng thiệt á. Mấy thiệt người nè. Rồi đi vô đi, biết tôi là không có ích kỷ hẹp hòi, là vô là khóc là tôi mũi lòng tôi cho hết á. Thôi đi vô trọng xin đi, xin em nó đi. Dạ con cảm ơn cô, con cảm ơn cô nhiều. Đi vô trọng lẹ lên. Dạ xin phép cô. Nói trên lầu quá nha. Dạ. Nghèo gì mà nghèo dữ vậy trời. Mực mà không có nữa. Chào Lan. Ủa anh là ai vậy? Anh tên là Long. Anh đi cuối xóm này nè. Anh Long qua đây. Lan đang làm gì vậy? Em đang học bài. Lan học cái gì? Tại sắp tới á, chuẩn bị thi đại học cho nên là phải học. Đại học gì vậy? Ngân hàng. Giỏi quá ha. Chữ Lan đẹp quá. Ủa mà tự nhiên anh vô nhà tôi rồi. Có má tôi đằng trước, má tôi cho anh vô luôn hả? Má hả? Hồi nãy có gặp má ngoài đó, anh nói chuyện má nhiều lắm. Rồi tâm sự cũng vậy, tại anh cũng đang sinh viên mà. Má cũng thấy thương anh. Rồi nó hồi cái tiện cái
má cho anh vô đây gặp Lan để mà trao đổi về học hành. Rồi má còn cho anh nắm tay Lan nữa. Cái gì? Má tôi cho nắm tay tôi hả? Thiệt. Má ơi, anh này anh Sơn. Cho nó đi con. Đó, má cho thấy chưa? Nắm đi. Lan, hồi nãy má nói á, má cho anh hôn Lan một cái. Cái gì? Bữa nay là má cho anh hôn tôi luôn hả? Không tin hỏi má đi. Má ơi, anh này anh xin. Thì mày cho nó đi con. Thấy chưa? Má cho thấy chưa? Không đi. Dạ, chào cô. Ừ, chào con. Dạ, cái này để con. Thôi, được rồi, cái này để cho bác. Thôi, để con. Ừ, rồi bác cảm ơn. Dạ. Ờ, đi, bữa nay đi đâu đây bận đồ đẹp dữ vậy? Dạ, con mới ra ký hợp đồng mua xe. Con mua xe hả? Dạ, cho tiện công việc ở đây mà. À, chà, giỏi dữ ha. Bán xe còn hoài. Ủa mà con thấy cái gara bác á, đang để trống á. Bác cho con gửi xe được không? À là con mua xe rồi đem qua đây để á hả? Dạ, tại vì nhà con á, mấy xe đông quá, nhiều quá không để hết. Ừ, à, thôi thì con cứ đem qua để đi, tại chỗ của bác cũng để trống không à. Dạ. Đem qua để đi, không có sao gì đó. Con gửi bác 10 triệu nha. Hả? Dạ. Con gửi bác 10 triệu hả? Dạ. Chi nhiều dữ vậy, ngoài người ta gửi có 1 triệu rưỡi, 2 triệu à. Thì con với bác chỗ tình cảm mà, sao giống người ta được. Thôi, bây giờ để cái chuyện tiền bạc tính sau đi. Con cứ mua xe về, lấy xe về rồi cứ đem qua đây để. Bác để trống cũng vậy ha. Dạ. Không có ngại nghe ông Nhi hết nha. Dạ, cảm ơn bác. Ừ, công nhận đâu ra cái thằng dễ thương mà giỏi giang mà lịch sự mà biết điều biết chuyện như con. Ai mà làm bạn gái con mà làm vợ con là phước đức lắm á. Bác cứ nói vậy, con kiếm quản đâu có được đâu. Ủa là con chưa có ai hết trơn hả? Dạ. Chưa có bạn gái luôn. Dạ chưa. Ồ, hiểu rồi. Vậy là cũng có duyên ha. Không giấu gì con, bác cũng con đương gái mà làm như đâu duyên phận sắp đặt hay sao, nó cũng học chung trường với con nhưng mà nó chưa có tốt nghiệp. Thấy nó cũng ở nhà mình cũng buồn mà con cũng không có ai cũng buồn. Thôi không mấy bác kêu em nó xuống nói chuyện với con ha. Rồi nếu mà được thì con cứ qua đưa đón em đi chơi rồi tìm hiểu nhau đi, bác cho phép nha. Dạ, con nghĩ chắc được á, tại vì con gái của bác thế nào cũng đẹp người đẹp nết như bác. Đó đó, thì có cái thằng khéo ăn khéo nói dễ sợ. Thôi đứng đây chút xíu bác kêu nó xuống nha. Dạ. Lan ơi. Dạ. Xuống đây má nói này nè. Qua đây. Cái gì vậy má? Hai bác. Dạ, chào anh. Tên Phương Lan. Em nó học năm cuối, cũng ngân hàng với con vậy đó. Anh này cũng vậy nên con học chung trường con. Nhưng mà anh tốt nghiệp rồi. Anh là... Tên, nói tên đi con. Dạ, con tên Xuân Bảo. Con cái gì? Anh tên Xuân Bảo, cái thằng. Anh tên Xuân Bảo. Bé Lan dễ thương quá. Dạ. Con cô nó hiền khô à, nó không có đi ra đường, nó ở trong nhà không à. Mà có gì không má? À, thì má thấy cái Bảo á, cũng dễ thương, má cũng chịu trong bụng. Mà con cũng không có bạn có bè gì hết. Thì thôi bây giờ má quyết luôn. Kể từ hôm nay má cho phép tụi con hai đứa đến với nhau. Rồi tìm hiểu nhau. Rồi cho phép tụi con đi ra đường chơi với nhau, đi chơi rồi đi ăn rồi cũng xin tố rồi đó. Rồi được hợp nhau thì tiến tới hôn nhân luôn. Ha. Má cho, má cho. Chị tính ra là má muốn con là đứa con gái là lăng loàn chắc nết luôn hả má? Là kiểu hai đời chồng luôn á hả má? Nói gì vậy? Thì má cho là đám cưới với anh Long rồi. Rồi bây giờ cho con với anh Bảo nữa lần sao má? Không có hiểu lầm, Lan con nói cái gì vậy? Má cho anh Long hồi nào? Má cho gì? Đám cưới hồi nào? Cái gì? Nó khủng nó điên gì vậy? Hù. Ủa?
Mới qua chơi hả? Ừ. Đang gọn đu đủ nè. Anh lên phòng khách ngồi đi. Tí em đem lên cho ăn. Giỏi quá ha. Lên ngồi đi. Đứng đây số rớt hồi nha. Má thấy má la đó. Sức mấy má la. Anh mới xin phép má rồi. Má cho phép á, anh cưới la làm vợ đó. Chuyện trọng đại vậy mà má đồng ý liền luôn hả? Anh xin thề luôn đó. Má còn nói á, để đặt niềm tin á, anh được phép động thủ với Lan một lần đó. Cái gì? Thôi nha, mấy cái chuyện này không có giỡn được đâu. Phải hỏi ý kiến má đàng hoàng. Má ơi, anh này anh xin. Mày cho nó đi con. Nhưng mà con gái mà ích kỷ quá à. Cho nó đi. Thấy chưa, má quyết liệt luôn đó. Anh cũng đâu có muốn đâu, nhưng mà má nói á, như vậy mới lập lòng tin cho nhau. Cái gì? Là tao nói, là má nói con là cho mực mà con cho. Thì má nói đó. Má nói con là cho là phải cho. Má nói con không được ích kỷ. Trời ơi, là cái thằng đó mà qua đây mà trời ơi là trời, sao mà mày ngu dữ vậy Lan? Thì con hỏi má, má nói cho thì con cho. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Chết cái gì, con mới là người chết nè. Nói gì liên quan tới cậu? Má biết không, một tháng nay con mượn tiền góp, tiền lời, tiền đứng, tiền nằm để mà mướn biệt thự, mượn đồ. Chủ yếu là mấy cái gia đình nhà bác nè. Mà bây giờ cô gái bác có chồng rồi, thu hết rồi. Cái gì? Cậu, cậu nói vậy là cậu, cậu lừa tôi hả? Cậu. À thì nó đó. Thôi chào bác nha. Trời ơi, Lan ơi, Lan ơi, má lên nào, má lên tìm Lan. Lan đi. Má cấp cứu. Má ơi, má ơi, má. Xong chưa? Chơi gian khác đi. Anh thua 10 ván rồi đó. Chơi game mà thua tới 10 ván. Một năm có 12 tháng mà em. Còn phải 2 tháng nữa đúng không? Cái gì cũng còn 2 ván nữa. Nhưng mà anh không thể thắng em được. Lần này sẽ thắng. Không thể thắng được. Anh đánh SB mà anh lên phép thì làm sao? Thì làm sao mà thắng được? Anh là cái trình của anh ấy. Nó nằm ở dưới, nhưng mà dưới địa ngục luôn đó. Còn em là trên thiên đàng rồi. Lâu lắm anh mới thắng được em. Ván này sẽ thắng. Thôi được rồi, em chấp anh trước 10 mạng. Bây giờ anh lấy cái dép anh lót anh ngồi đi. Em mượn lấy cái đá em ngủ cái. Khi nào anh đánh thắng em 10 ván rồi gọi em dậy chơi tiếp. Nè, mày đừng xúc phạm tao vậy nha mày. Nhưng mà đúng mà. Tao nói, bây giờ nè, mày chơi ván nữa đi. Ai mà thua bao chầu cà phê. Được anh. Cà phê nhá, là anh nói nha. Rồi. Anh nói mồm mày giữ lấy mồm nhá. Rồi tao nói mồm sẽ giữ lấy miệng, ok. Cà phê dâng tới tận mồm rồi thì phải uống thôi anh. Vào chờ anh. Chơi. Dạ, chơi. Để em mời nha. Rồi. Ừ, mời vô. Mời. Sao? Hai người hết việc làm rồi hả? Còn gì nữa không? Đang trao đổi. Em mà không kết vợ nhà anh. Nhà bao nhiêu việc không lo làm, ngồi đây chơi game ha. Đầu anh chưa đủ to hả? Đầu anh nhỏ hơn đầu anh Long mà. Mày... Đúng mà. Em chỉ nhiều tóc hơn thôi. Đúng mà. Tại mấy nay anh làm việc nó bị sờ chét quá, cho nên là anh mới rủ anh Long đầu to ít tóc ra. Để hai anh em cái không khí organic ấy, cho nó giải tỏa. Để bắt đầu những ngày làm việc mới nó tươi đẹp hơn. Đúng không anh? Ừ. Vậy là anh muốn thư giãn lắm đúng không? Vậy để em làm cho anh giãn gân, giãn cốt nha. Anh xin em mà. Bình tĩnh lại. Vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau. Em dạy anh quá, mấy thằng hàng xóm tưởng là em dạy con đó. Nói anh à. Thì mấy người đó không phải dạy con.
mày đâu có con đâu. Thì đó, đánh em giống như đánh con vậy đó. Xíu lên gọi anh làm việc nhà. Việc nhà nó nhẹ lắm, nó nhẹ như một cái lông tơ của một con chim mà. Anh lo mà rửa chén, quét nhà, trà toilet đi, rồi em cho anh chơi game tới sáng cũng được nữa. Anh cảm ơn em. Rồi khỏi ăn cơm luôn. Nhà anh còn cơm không? Còn. Quan trọng là có dám ăn không? Thôi, để em ra tiệm ăn chị ạ. Không, không nữa. Đi về ăn cơm. Dù sao anh cũng là anh. Ừ. Trước mặt để mũi, có thằng Khoa ở đây. Đừng làm vậy, anh thấy không? Vợ nó vậy mà vẫn mềm mỏng. Em giống sát thủ quá. Muốn sát thủ không? Đưa điện thoại đây. À, đây nè. Lấy của em này, máy em còn nhiều tiền lắm. Nó đọc đó. Hết tiền rồi chị ạ. Tháng trước em có gọi nó, nói cái gì tút tút tút. iPhone call đợt manimal đó. Đừng nói nhiều nữa, đi vô ăn cơm nhanh. À, anh đang bàn công việc với Khoa xíu. Cho anh 5 phút nhiều. 2 phút. 2 phút rưỡi. Đưa điện thoại đây. À, thôi, 2 phút đưa liền. Liệu hồn không đó? À, không nữa, nạp điện thoại vô nha. Dạ, dạ, không ạ. Đây. Ngày xưa lúc tao lấy con vợ tao á, chứ lúc đó tao bị nhầm mắt hay sao không vậy? Dữ quá dữ. Duyên số anh ạ. Còn theo em nghĩ á, và chắc chắn luôn đó, là cái tính sợ vợ của em ấy là lây từ anh. Từ hồi em dọn qua ở chung hàng xóm với anh là bắt đầu em bắt đầu sợ vợ đó. Càng ở chung lâu là càng sợ vợ nó nặng hơn. Thôi đi ông nội. Thôi. Ông làm như con không biết hả? Ông là cái sợ vợ không phải là bình thường, mà sợ vợ là đúng là dạng mà di truyền luôn á. Hiểu không? À, di truyền hồi nào? Em nói cho anh nghe nha, bố em không có sợ vợ. Con nghe bố ơi. Ô, qua nhà con nào sao vậy bố? Cho mẹ đuổi bố ra khỏi nhà hả? À, dạ, thế bố qua nhà con. Dạ, nhưng mà để con hỏi ý kiến vợ con đã. Sao bố lại nói như thế? Con là con của bố mà. Di truyền. Vậy là đồng ý chưa? Hả? Không, tại em bữa anh qua nhà bố mẹ em ăn cơm á, cho nên bố mẹ em lây anh á. Nè, cái gì vừa phải nha. Mày đừng có xạo vừa thôi. Tao nói thẳng mày luôn à, tao là chỉ muốn là nhịn vợ để cho gia đình là trong ấm ngoài êm. Đẹp trai cỡ như tao xin lỗi mày á. Phụ nữ là sắp lớp hàng nha. Trời ơi, cái nét đẹp của anh ấy so làm sao được với cái nét hoa vương của em. Cái gì được nha. Nhưng mà về vấn đề bản lĩnh đàn ông là tao không thể nào thua mày. Trời ơi, anh giữ em một lớp mà. Chơi game còn thua không chi là bản lĩnh đàn ông. Được, vậy bây giờ về đi. Tao với mày nè, chưa có nào có còn hết chứ đúng không? Đúng không? Đúng. Bây giờ nếu mà trong tháng nha, tao mày ai mà có con trước là thắng, có con sau là thua. Chơi không? Em chớp bên trước 20 ngày. Được. Vậy mình chơi lớn xíu đi. Lớn luôn. Ai thua chung người khác 10 triệu. Em chớp bên trước 20 ngày mà chung có 10 triệu anh. 20 triệu đi anh. Anh nhìn cái sắc mặt anh đi, xám xịt lắm. Với lại những cái người mà chỉ có mọc râu ở bên dưới, suốt đời chỉ nằm ở bên dưới thôi. Em dâu nó mọc đều này, em nằm đều lắm. Nói là phải giữ lấy lời. Chơi. Chơi. I non top, I là trending. Không phải YouTube, không phải trending. Trời Big ơi. City boy. Big... Bữa nay anh làm gì, nấu nhiều món quá vậy? Em ơi, có 4 món ăn, 5 món ăn như thế này, nhiều cái gì hôm nay định nấu buffet luôn á. Tất cả những món ăn này đều là những món đúng dinh dưỡng, đủ dinh dưỡng để bồi bổ cho em đấy. Ăn mạnh vào. Và không chỉ hôm nay đâu, từ ngày mai, tuần sau và tất cả những ngày sau nữa, chúng ta ngày nào cũng sẽ ăn những món dinh dưỡng như thế này em à. Em thấy vậy cũng được á. Nhưng mà anh cũng phải ăn chung với em nha. Tại vì á, tối nào ngủ em cũng tưởng tượng ra mình ôm một cái thây khô. Em yên tâm đi. Cái thây khô này rồi từ hôm nay sẽ hồi sinh và sẽ nảy mầm. Ủa là sao? Hả? Là sao? Thì ý là hai vợ chồng mình cùng ăn để cho sức khỏe nó tốt đó.
nảy mầm. Anh ăn đi. Mình xin quan đầu lòng em nhé. Không được. Không được đâu. Em còn phải lo sự nghiệp của em nữa. Ít nhất thì cũng phải hả một năm nữa thì mới sinh được. Thì mình sinh con nhưng mà em vẫn duy trì được sự nghiệp mà. Em chỉ việc đi làm thôi. Còn chuyện chăm sóc con cái cứ để anh lo luôn. Anh sẽ lo từ A tới Z. Em chỉ việc đi làm, mở cửa về thấy anh và con đang ngủ một cách say đắm, không có khóc, không có làm em mệt mỏi gì đâu. Nhưng mà không được. Sao lại không được? Tại vì á, nếu mà sinh con á là mất một năm mang thai, xong rồi một năm phải nuôi con nữa. Vậy thì cái chức trưởng phòng hiện tại sắp là của em, người ta cướp mất thì sao? Em ơi, con nó là may mắn mà nhiều khi sinh con ra em làm giám đốc luôn đấy chứ không phải trưởng phòng nữa nha. Em nói không được là không được. Thôi em mệt quá, em đi vô đây, anh ăn đi. Em chưa ăn gì mà. Em ơi, chưa bồi bổ mà. Biết ngay là sẽ né tránh mà. Anh sẽ cho em biết bản lĩnh của bộ xương khô này. Không có con cũng phải có nha. Thôi mình bồi bổ cho mình trước. Cái gì vậy? Em nói nghe nè, ông Long sáng giờ ông có bị khùng không? Không bị sái khớp hay là bị gì vậy? Bị bình thường mà. Tôi thấy ông khùng khùng sao, muốn phim hả? Chứ em không thấy sự gợi cảm của anh. Không, thấy bá dơ lắm, không có gợi cảm. Ủa kỳ, coi phim đó mà nó cũng đáng hay. Coi phim người ta đẹp, người ta sáu múi. Ông nhìn lại ông đi, ông làm thấy ghê lắm. Ông coi nè, ông làm vậy nè. Như kiểu mà người bị bác sinh tân á, phải không? Bị cái bệnh gì mà lắc kiểu vậy đó, ông y chang à. Phải. Sao? Biết sao không? Nè nha, không có xin tiền nha. Tiền anh có, anh còn cho em hàng tháng nữa mà, em không nhớ sao? Không có xin ra chơi game với Khoa bên kia nha. Nha. Không có. Anh gái anh xin là gì biết không? Những gì? Mình tập thể dục hả? Sao bà làm tôi mất hứng hoài vậy? Ủa chứ sao ông nói ông xin vậy thì... Bà có để ý từ sáng giờ tôi ăn toàn đồ bổ không? Ừ ha. Đậu nành tôi nóc đâu gần cả chai mà ông thấy hả? Uống đậu nành rồi gì ăn gì? Ba cái những gì? Thịt rồi nhân sâm mà tùm lum tùm la ăn hoài luôn. Bữa giờ thấy ăn hoài hơi tốn tiền đó nha. Mắc giới mới gì ăn nhiều dữ vậy? Thì đó, mẹ dưới quê mới gọi lên. Nói lớn tuổi rồi, muốn có... Ông nói tới đó tôi biết muốn nói gì luôn rồi. Muốn có con đúng không? Muốn có con mà ăn đồ bổ sai bét à? Ông muốn có con á, ông muốn ăn đồ bổ thì ông muốn ăn cái gì mà cho đàn ông á, hiểu không? Còn uống sữa đậu nành là tịch luôn á. Sữa đậu nành là dành cho nữ, hiểu không? Đàn ông muốn có con á là phải ăn dưa hấu nè, ăn thịt đỏ như là thịt dê, thịt bò nè, với lại nhân sâm đồ nhiều vô. Ờ ha. Không có kiến thức gì hết, ăn tầm bậy tầm bạ không à. Nhưng sao hồi sáng vẫn dính miếng nhân sâm. À được rồi ha. Ngon ha. À, vậy là mình cũng biết được nỗi lòng của anh đúng không? Ừ. Không phải mình cũng muốn có con ha. Chứ sao nữa? Tôi là tôi muốn có con để cho mà ông bớt thời gian chơi game mà đi, để dành thời gian thay tã là pha sữa cho con á. Chắc chắn mà. Chắc chắn mà. Ừ. Đó nữa. Nhìn cái thái độ ông vậy tôi mới không muốn có con á. Sao vậy? Nhìn ông ghê quá, tôi sợ để ăn con nó y chang ông á. Đẹp trai mà nói sao vậy? Tự tin muốn chết á, nhiều khi tôi nghĩ chắc là ông bị yếu hay gì á. Em mới nói gì? Thiệt đó, giờ tôi tưởng ông bị yếu không á. Mà tôi yếu hả? Ừ, thì đại trượng phu, cái gì cũng thể chịu nhục được. Nhưng riêng về vấn đề này chắc chắn là không thể nào chịu đựng được. Tối nay tôi sẽ cho biết thế nào là mạnh, thế nào là yếu. Để tôi coi. Lên phòng. Ngồi yên đó. Không đi đâu hết, tôi sẽ ẵm bà lên tới nơi luôn. Tôi chứng minh mà biết.
thế nào là người đàn ông mạnh mẽ. Bốn lầu nha, bốn lầu nha. Nhằm nhò gì? Làm màu vậy hay yếu lắm à. Nhớ là bốn lầu đó nha. Anh nghĩ là mình đi bộ đi, đừng nên phí sức. Ông xàm thiệt á ông Long. Đi. Còn điên nữa không? Úi trời ơi, em đây em đây. Làm gì tao, tao làm cái tiếng mèo nó động được như thế mà mày không nghe hả? Chờ anh đổi tiếng đi được không? Nha, cái chuyện động được em càng ngày càng buồn à. À đúng rồi, đó, tao ra chủ hỏi cái vụ đó đó. Sao, có kết quả gì, máy vạch rồi? Có vạch nhưng mà có một anh à. Tao biết ngay mà, chú mày làm sao mà hai vạch nổi. Anh sao rồi? Ừ, cũng một vạch thôi. Vậy mà cười tươi, khoe hàm răng trắng thế. Em tưởng anh hai vạch chứ. Lần sau cười mỉm thôi anh nha. Tại vì vấn đề là anh chưa có dồn lực thôi, hiểu không? Dồn lực? Anh có lực đâu mà dồn. Em có lực mà không được dồn này. Ủa là sao? Vợ em nó không chịu. Nó nói là bây giờ phải kế hoạch để lo công việc. Có gì phải sang năm. Phải sang năm hả? Anh cười mỉm, anh đừng có nhe răng ra được không? Ok. Mày khó chịu nhưng mà cũng phải chịu khó xíu nha. Chịu khó là cuối tháng này nè, lấy 20 triệu chung cho anh nha. Thôi anh về nha. Cơ bản là em chưa có hai vạch bởi vì là vợ em chưa chịu thôi. Anh hiểu không? Chứ một khi chịu á thì... Cơ bản là vợ mày nó nói tới năm sau nghe. Còn cơ bản là chịu khó kiếm 20 triệu để tháng sau chung nha. Cái gì? Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng mà cái tật anh nó lắm mồm lắm, cho nên là anh giữ kín cho em cái chuyện này nha. Vợ em nó mà biết cái chuyện này ấy, nhà em thành nhà tang lễ luôn á. Yên tâm, chắc chắn là trong ngày hôm nay ta không sẽ nói vợ mày đâu. Anh nói chuyện anh đừng để em thấy răng được không? Sao anh nhìn cái răng anh khó chịu thật luôn á. Có tiền thì làm răng sứ vậy thôi, còn mày có tiền để dành đó để chung cho tao đi nha. Nhớ 20 chai vậy nha. Chua mà tao nói thiệt á. Chua còn hơn 3 ngày không chưa tắm nữa. Mệt là quá mà. Xoài nào mà xoài không chua. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Hiểu không? Gì vậy? Thì nó kết hợp vậy đó. Cái câu ông nói. Chết bà nó rồi. Mệt bà quá đi. Mớ nó càng chua nó càng ngon. Đưa mượn tay. Làm gì? Hứng. Hứng cái gì? Ôi quá. Bà điên hả? Bà bị khó thì dơ lắm không? Mà ông, tôi không hiểu sao mà dạo này tôi khoái ăn chua mà. Mà bao tử bị gì hay sao mà. Mà ói dã man luôn á. Trời ơi, ăn chua vô phải ói thôi chứ sao bà. Cái gì? Mắc ói hả? Ôi trời, tôi mới ói mà ông cười không vui lắm hả? Có bầu rồi. Ông nói gì? Có bầu rồi. Sao mới có bầu? Trời ơi, xíu không? Ói, cái đó là ói miệng thôi. Rồi khoảng sau 9 tháng 10 ngày là ói thằng con ra. Hiểu không? Không phải đâu. Đi ba lô tử á, lô tử thôi. Lên thay đồ, tôi chở bà đi khám liền. Bà làm gì tôi cũng chảy nước miếng theo bà luôn vậy? Chua quá. Bây giờ đừng đi bệnh viện làm gì, bây giờ ra tiệm thuốc á, mua cho tôi cái que lẹ lên. Bà điên hả? Cái que thử nó không có giá trị, bà hiểu không? Bây giờ nè, cái này dính là dính dắt rồi. Bà ra mà khám xong cái lấy cái giấy siêu âm về, mình mới lấy tiền được, hốt tiền được, bà hiểu không? Hiểu không? Ừ, đúng rồi. Đi nhanh. Ui da. C-
cái gì vậy? Con gặp. Trời ơi, thằng này chắc chắn là cầu thủ đá luôn. Đó, gặp đâu á? Nó gặp là nó ghê luôn á. Đi, 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 lên, lên, lên. Cầu đá mà tạt lên. Thằng này chắc lướt lên cũng phải cỡ Quang Hải mới dở nữa nha. Mày có thể thắng anh những trận đấu, nhưng chắc chắn cuộc chiến mày phải thua tao thôi. Alo, Khoa hả? Chuẩn bị 20 triệu đi. Alo. Alo. Trời ơi, tắt mấy ngang vậy trời. Chuẩn bị 20 triệu. Không lẽ vợ ông có bầu rồi ta? Anh, em mới làm về. Thôi mệt quá, em vô nghỉ trước nha. Không, từ 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 đã. Chào, chào. Gỡ giúp anh cú này cái. Gỡ gì? Đồ bộ, anh có mua rồi. Bây giờ tranh thủ qua ăn bồi bổ đi. Anh ăn cái gì anh ăn đi, em mệt quá. Thôi em vô nghỉ trước nha. Em ơi. Trời ơi. Không chịu hợp tác như thế này thì làm sao mà có baby được. Có khả năng kèo này mình thua chắc rồi. Anh Long, sao rồi anh? Trời ơi, vậy là có luôn rồi hả? Trời ơi, làm gì mà như sắp đẻ luôn rồi vậy luôn hả anh? Ô, đẻ là sao? Thì chưa, vẫn như cũ à? Chưa có anh. Ừ. Không có gì đâu. Trời ơi, chưa có mà sao bước xuống xe làm như nét đi đẻ vậy trời. Cái này mới uống 2 ly trà sữa thôi, cứng bụng. Bà ăn nhiều quá rồi nó đầy hơi rồi nó bị rối loạn thôi. Thôi đi vô nhà đi. Bữa giờ ói là do tao bao tử thôi à, không có gì hết á. Là chị bị đau bao tử đúng không? Ủa là sao, là sao, là sao? Hai người có chuyện gì không? Không có gì. Tự nó tưởng là em bị cái gì nặng vậy đó thôi. Đúng rồi, đau bao tử thì là nhẹ rồi, là mừng vui chứ sợ cái gì bị nặng thôi. Ừ. Thiệt không? Thiệt. Dạ dạ. Này Nghi Nghi, chơi cái gì đây nè? Chơi cái gì? Không có gì đâu nha. Thôi em vào nhà nghỉ ngơi đi. Rồi anh nói chuyện nó xíu rồi anh đưa xe vào nha. Vào nghỉ ngơi đi. Ừ. 2 phút thôi nha. Rồi 2 phút. Không có gì đúng không? Không. Trời không ơi, có gì đâu. Thiệt mà. Sáng là lậu rồi nghe chưa? Không, tại em vui quá. Vui gì mà vui? Mày có chắc không mày vui? Em chưa có, nhưng mà chắc chắn sẽ có anh à. 20 triệu không tới lượt anh đâu. Ông Khoa, tôi giết ông chết. Cái gì? Cái này ông làm không? Hai vạch anh ông ơi, 2 vạch đồ chót anh ơi. Trời ơi anh cảm ơn em, cảm ơn con. Trời ơi anh ơi, 2 vạch anh ơi. Cái này là nó bị sai số không sao? Người nào có siêu âm mang về đây phân tính này. Cái này là 80% rồi, nhưng em sẽ đi siêu âm để anh tâm phục khẩu phục. Trời ơi, tốn bao nhiêu công sức. Trời ơi, biết bao nhiêu lần chọc thủng bao của em. Vậy là cái này do ông làm đúng không? Trời ơi, ông chết. Ai cũng làm thì ai làm không lẽ? Ông chết. Em bình tĩnh. Trời ơi, bây giờ con nè, bình tĩnh mà mới mà con nó chấn bình động. Bình tĩnh em, cái gì? Bình tĩnh, đằng nào cũng có rồi mà. Con là trời ban mà. Em đi trước nha anh nhá. Em lo cho con em đây. Thằng nó hay thiệt ta. Chỉ còn một cách gỡ thôi. Tiếp tục vô cày. Vợ ơi, đừng trách anh nha. Cắn hạt dưa em cắn hạt dưa em có thể nào mà em phun vào một chỗ không? Đây này nó có cái đĩa nè, cho nó gọn gàng chứ. Đấy đấy, như vậy. Chứ bây giờ em để tùm lum thế này thì anh dọn tới bao giờ? Rồi sau này ví dụ em cắn hột é nữa thì anh biết nhặt cái gì nữa. Trời ơi, thì em cũng muốn lắm á, nhưng mà con nó thích như vậy rồi giờ làm sao? Con à,
nể mặt ba một chút xíu đi. Lâu lâu bác Long với qua chơi. Nãy giờ ba với lại bác chưa nói được một câu chuyện nào. Gần 2 tiếng đồng hồ rồi, chỉ có nhìn nhau nhặt rác không. Anh Long nhặt phụ em với, em đau lưng quá. Tao nãy giờ tao muốn bệnh luôn á, thiệt luôn, chứ không phải đau lưng nữa. Ha. Anh ơi, em không cắn hột dưa nữa đúng không? Đúng rồi, em không cắn nữa, nhưng mà em con có thèm mì gói. Mì gói. Thôi được rồi, để anh đi nấu mì gói ngay nhá. Đây, mì xong rồi đây mình ơi. Ăn liền cho nóng nào. Ôi, mì tới rồi nè. Ngon quá à. Sao vậy em? Hết thèm rồi anh. À không, con nó hết thèm rồi. Mới chưa đầy 5 phút mà. Thì em có biết đâu. Thì nãy thèm, nhưng mà giờ nó hết thèm rồi. Con mày dặn nít quỷ luôn á nha, thiệt. Anh, con em nó buồn anh. À, quên. À, không ấy thì thế có thèm cái gì nữa không em? À không, thôi được rồi, em thấy mệt quá. Như là nãy giờ cũng làm phiền anh với anh Long. Nên là thôi bây giờ em vô em nghỉ nha. Nhưng mà anh ở đây nha. Anh ở đây mà, anh không đi đâu, anh chỉ ngồi đây thôi. Em thèm cái gì là phải có mặt anh mua cho em liền. Em yên tâm, anh còn tính đi mua cái bô ở đây mà, cứ đi vệ sinh ở đây luôn, đi vệ sinh luôn. Đỡ phải đi đâu ngồi đây, em chỉ cần nói gọi em một câu là anh vào liền. Với lại anh nhớ là con này là con khẩu, con khẩn của anh, chứ không phải của em nha. Vợ nghỉ ngơi nha. Có gì thì cứ hú anh một tiếng nha. Chứ bây giờ tao cảm thấy thương mày bây giờ luôn á Khoa. Mệt lắm đúng không? Mệt lắm anh à. Mệt mà không dám nói ra anh mới, nó mới càng mệt hơn chứ. Thà được một câu nào nói mình phản biện đây. Tim thít thít anh ạ. Anh biết mà, anh còn nhớ nữa mà. Bởi vì nó nói nha, cái gì cũng vậy, chiến thắng bao giờ cũng vậy, phải trải qua sự đau khổ, thấy không? Đây, hôm nay anh qua đây chủ yếu là anh chuyển cái khoản nha. Anh bắn khoản cho em. Bởi vì anh chắc chắn anh nhìn cái cảnh này, anh định qua anh test thêm một lần nữa coi vợ em chính xác có bầu không, hay là mày gạt anh. Nhưng mà hôm nay anh nhìn thấy cái rõ cái hoàn cảnh mày là anh chắc chắn nó có bầu rồi nha. Anh chuyển qua cho mày luôn nha. Khoa nè, 20 triệu nè, nè, kịch nè. Từ đó giờ cái nào vậy, thua nào cũng ghét mày, anh hận mày lắm. Nhưng chưa bao giờ có cuộc thua nào cảm thấy mà tao cảm thấy tao hạnh phúc như bây giờ, tao sung sướng như bây giờ. Tâm phục, khẩu phục, anh thôi đi. Anh mừng thiệt cho mày mà. Nè, lấy cái tiền đó, lo cho con, lo cho sức khỏe mày luôn nghe. Xin phép anh về. Trời, thiệt tình gì đâu, gọi hoài mới xíu rồi. Alo, rồi nè, qua bên nhà Khoa. Chúc mừng nó có bầu thiệt rồi. Trời, hạnh phúc lắm ha. Trời ơi, chồng nó sống hạnh phúc nhìn mà anh canh tị luôn á. Thôi anh về liền. Rồi, muốn nói về nói liền có gì đâu. Sao thèm gì hả? Thèm gì nói anh mua. Rồi, ok. Khoa, giờ anh nó có bầu. Chúc anh hạnh phúc nhá. Tính dậy về dọn đồ anh ơi. Mình không có hạnh phúc đâu. Vậy đi em, nghe nè. Em níu kéo làm gì vậy hả?
có được hạnh phúc hay không. Vậy nha em. Thôi chia tay sớm bắt đầu khổ. Ok em. Mày quen Na nào vậy? Madonna. Madonna rồi cũng quen luôn. Thì đó hồi xưa yêu lắm, thấm thiết lắm. Từ lúc nó nổi tiếng qua bên nước ngoài rồi á, đóng phim rồi ca nhạc rồi lum la. Tao nói thôi cứ phát triển lên, bây giờ ví dụ xuống rồi bắt đầu đi quay về tao sẽ được mày. Tao còn cái danh dự của tao chứ, đúng không? Đúng đi đầu tiên là rồi tao đi, nhưng mà xong hết thời thì về sẽ được. Ơi mà tao đâu phải là dù gì mà cùi bắp và cùi mía, ăn phải có ngọt ngọt thơm thơm. Nè, mày làm gì con máy mày hư sao? Mày làm gì mày bóng mày mặt mày nhăn dữ vậy? Cái máy này nha, xài thêm một thập kỷ nữa vẫn chạy tốt. Phải không? Đúng vậy. Vậy tao mà sao mặt mày nhăn như hử địch vậy? Còn một ngày nữa là tới Noel rồi. Rồi có gì không? Tao ở trong cái nhóm ấy, tên là Độc Cô Cầu Bại. Trong cái nhóm này nha, có một cái điều lệ. Đó là không được có người yêu. Ai mà có người yêu là bị thoát ra liền à. Mà hôm nay tao vô nha, tao thấy còn có một mình tao à. Ủa vậy là? Là tụi nó có bạn gái, tụi nó thoát ra hết rồi. Ôi mấy ông bạn mày cũng có phước quá ha. Có mình mày chắc vô phước, có mình mày nói lại. Thì bởi vậy. Hèn chi. Ê vậy mày đưa tao vô rút mày đi. Tao đảm bảo mày nha, là cái hội FA là nổi tiếng luôn á. Tại vì sao? Dù gì chăng nữa, có tao mày, ít gì tao cũng trụ trong cái nhóm đó, là ít nhất phải là cả thập kỷ có. Mà cho tao hỏi nha, mày tính không có bạn gái thiệt hả? Mày bởi vì nói chuyện mày đang vui vẻ mày hỏi câu mà thiệt tao mất thần tượng mày, mất hình tượng mày luôn. Xin lỗi mà mày phải nhìn về tao ánh mắt khác. Hiểu không? Tao nói thẳng mày nghe một câu nha. Mày có nghe ông bà nói một câu không? Theo tình tình chạy, chạy tình là tình theo. Đó, mình phải để cho tình nó chạy theo mình. Chứ mình chạy theo nó là nó chạy hoài, sao bắt được? Có lý quá ta. Trời, tao mà nói chuyện làm sao mà vô lý được. Tao năm nay 30 nồi bánh chưng rồi mà chưa có bạn gái nữa. Bởi vậy, tao ghét Noel. Ghét luôn những ngày cuối tuần, lễ Tết thứ bảy và chủ nhật. Bởi mày ghét riết mà cái mặt mày nó hát, mày già như cái cà vậy. Tao nói mày nghe nè, xin lỗi mày nha. Mày sống thực tế xíu đi. Những ngày đó mà phải nên yêu, nên quý, nên thích đi. Như tao, tao rất thích những ngày đó. Tại hiểu sao? Những ngày đó ngày cuối tuần mà được lãnh lương. Trời, lễ Tết được lãnh lương. Mà không có lương mà sống cái gì? Ủa, cuộc đời mày phải có gấu mà sống được hả? Xin lỗi mày nha, không có gấu vẫn có thể bấu được cái gì để mà sống được. Còn không có tiền, chết là hết. Chứ mày nghĩ ai chết mà còn không? Được, tao quyết định rồi. Năm nay Noel, tao phải có người yêu. Nếu không tìm được người yêu, thì lên trên mạng thôi. Nè Đức, tao nói mà nghe nè, đừng bây giờ sĩ diện gì điều đó nha. Nếu năm nay Noel mà mày không có người yêu, mày cũng đừng có buồn. Bởi vì những năm trước mày cũng đâu có người yêu đâu, đúng không? Ờ hả? Sao mày nói từ nãy giờ thấy ba phải, ba hồi mày cái này, tao cũng nói mày ờ he. Mày cũng ờ he. Nói chung cuối cùng là mày quyết định sao? Tao quyết định là phải có người yêu mới được. Đâu, tao nói tới nói luôn mày cũng vậy. Rồi mày có người yêu cách nào? Bây giờ tao sẽ lên trên mạng đăng tin tìm bạn gái. Đó thì mày định đăng sao? Tìm người yêu, nếu hợp sẽ đi chơi luôn Tết dương lịch, Tết âm lịch và có thể tiến tới lâu dài. Đó, ghi vậy là hợp lý rồi. Mày định ghi vậy luôn hả? Ờ, mình ghi rõ ràng vậy người ta đọc dễ, đọc dễ hiểu. Vậy mày thấy được không? Tao thiệt mày luôn nha, tao không như mày. Chưa có ăn 30 nồi bánh chưng mà tao ăn được 30 nồi thịt kho vịt rồi. Thấy không? Tao cũng cô đơn độc thân, mày cũng biết, mày sống tao biết mà. Giả bộ gì thôi. Chứ làm gì có bạn gái mà hỏi tao làm chi? Chà, cái vụ này căng quá ta. Sao, có ai trả lời chưa? Chưa nữa, có cái gì nó sai sai không ta? Tao hỏi mày vậy thôi, xin lỗi mày luôn, mày ghi ông nội ai trả lời cho mày được. Ghi tao lao quá mà ghi mà dài dòng á, sao tết là cái đó là ghi cái gì nó ngắn gọn thôi. Xúc tích dễ hiểu, những người ghi một dòng là cả triệu like. Mày ghi càng nhiều không có like nào luôn, hiểu chưa? Ê, gì mày biết cái gì đâu mày chỉ tao đi. Nè, chỉ cần ghi cái đơn giản nè. Noel này cần gấu, điều kiện duy nhất yêu người tuyển chọn. Noel ngồi phía sau, ôm thật chặt. Chấm hết. Trời hay quá, để tao ghi liền đi. Đó, sửa lại liền. Ê, trời, mới đưa lên có người trả lời luôn kìa. Tao nói vậy mà mà cũng có người chọn nữa hả? Trời ơi, trả lời thiệt nè. Ồ, hay quá. Ủa, sao mày hay quá vậy? Trời ơi, tao mà mày giỡn mày. Ủa, cao thủ ta. Mà tại sao mày vẫn không chịu tìm bạn gái đi? Không có, tao đã nói rồi. Tao sống vậy để gái thèm chơi. Vậy thôi. Thôi, mệt mày quá. Mày làm gì làm đi. Tao vô tao ngủ đây.
hai anh. Trời ơi, công nhận em giống như trong trí tưởng tượng của anh lắm đó nha. Anh nghĩ mình nên tiến xa hơn đi. Mình đi xem phim, đi ăn, rồi tặng quà. Và mình sẽ trở thành người yêu của nhau. Em thì tùy cơ ứng biến thôi, phụ thuộc vào anh trả thù lao của em bao nhiêu theo từng cấp độ. Anh sẽ không để cho em thiệt nếu như em làm cho anh vui. Anh cứ yên tâm, em bao vui cho anh luôn. Trời ơi vậy à. Mà anh ơi, anh lựa cái quán nhìn sang trọng tây quá ha. Thì lần đầu tiên mình hẹn hò mà, anh muốn tạo ấn tượng cho em, anh mới chọn cái quán sang trọng như thế này nè. Mà Sài Gòn bữa nay cũng thay đổi nhiều. Mới có 5 năm mà khác hẳn luôn. Bộ em ở bên nước ngoài về hay sao vậy? Không, em ở tù về. Trời trời. Cái gì? Ở tù. Có gì đâu anh, em thấy bình thường mà. Cuộc sống mà mình phải có lúc vui lúc buồn. Mà lúc đó em đang buồn mà thằng người yêu em nó cứ kêu em đua đòi. Em buồn quá, em lại lũ nhẹ nó một cái mà nó đi luôn. Anh sao vậy? Sao tự nhiên anh nghe em nói anh đau bụng quá. Em giỡn thôi, trời cái mặt nhát, trời cái đàn ông mà mặt nhát. Trời cái mặt nhát, trời ơi người em ta thấy không hả? Khí ảm đạm. Cho nên là giỡn nhanh vui thôi. Trời cái mặt em giống đi tù về lắm hả? Em giỡn thiệt hả? Giỡn thiệt. Mặt nhát thôi. Trời. Anh không có sợ đâu. Anh giỡn cho em vui vậy thôi mà. Mà anh ơi, bây giờ mình ăn uống xong rồi, bây giờ mình đi xem phim, mình đi chơi đi. Chứ đêm Noel mà thời gian như vậy phí lắm. Tính tiền. Đi á. Đi liền. Đi. Nay con đăng đàn cầu nguyện đêm Noel mưa quyện gió giông, cho người cô đơn nức nở trong lòng, những ai có gấu thôi không lượng lờ. Trời lạnh gió mưa tanh bành, ở nhà đắp chăn ngon lành, chẳng cần phải yêu làm chi, Noel ta đỡ chi thêm bao tiền. Dạ. Đây, dạ. Đêm Noel nha, thiên linh linh, địa linh linh, cầu trời cầu đất đêm Noel mưa thiệt là to, cho những người có người yêu phải về nhà không đi chơi được. Dạ. Long Thành vậy mà sống mưa ta. Còn mấy ngày nữa là Tết luôn rồi. Thôi, ráng ế được ngày nào hay ngày đó. Nếu như vậy thì thằng quỷ Đức nó coi thường mình lắm. Đức, mày dám chơi lớn bỏ tiền mà mướn gấu đi chơi với mày. Được, ta sẽ chơi trội hơn mày cho mày biết mặt. Sao anh dừng lại vậy anh? Chứ phải em không thích hả? Anh thấy ở đây vắng vẻ, thích hợp cho hai đứa mình tâm sự. Em thích. À, thì ra là vậy. Cuối cùng thì anh với em cũng có được một điểm chung rồi đó. Nhưng mà anh quyết định như vậy nè, hai đứa mình hãy tiến xa hơn nữa đi. Tiến xa sao tiến à? Chứ em không tiến vào khách sạn đâu nha. Ở đây vắng vẻ tâm sự thôi. Em là con nhà lành đó. Trời ơi, em không tin tưởng anh hả? Trước sau gì, mình cũng về chung một nhà mà. Về chung một nhà là sao? Là ý anh là cái chuyện mà đi chơi hôm nay là anh xù túi hả? Là anh định xù túi đúng không? Trời ơi, không phải như vậy đâu, em cứ nghĩ vậy. Anh sẽ thanh toán cho em đầy đủ luôn. Thanh toán đầy đủ? Đây. Sáng giờ 600 ngàn. Đây. 600? Anh nói gì vậy? Sáng giờ đi chơi là 600, nắm tay 300, ôm 300,
hôn 500, đi ăn kem 500, xem phim cho là 200, tính ra là 2 triệu rưỡi, thấy anh hiền lành khờ khạo, giảm cho anh 500 ngàn, tròn 2 triệu tiền. Cô tính giết người hả? Vì mày mới đi chơi có chút xíu 2 triệu rồi. Ôi trời, nãy giờ em đã nói rồi là bao vui cho anh mà, đúng không anh? Với lại hả là tùy vào cái cấp độ anh muốn nữa, không có mắc đâu. Bây giờ anh sao, anh có trả không nè? Nè, cô đừng thấy tôi thích cô, tôi chiều chuộng cô, rồi bây giờ cô leo lên đầu tôi, cô ngồi luôn nha. Vậy là bây giờ xù đúng không? Mấy người này là ai vậy? Đồng nghiệp của em đó. Sao nhìn mặt hung tợn quá vậy em? Cái mặt nhát. Thì đương nhiên rồi, tập đoàn em mà. Rồi sao? Em ơi, thật sự thì sáng giờ đi chơi với em anh hết tiền rồi. Anh chừa lại 600 ngàn này để anh trả cho em á. Em lấy đỡ đi. Còn nhiêu đây thôi hả? Lấy tạm nha. Nhìn quen mà tao không tin luôn. Ủa mà hôm nay Noel mà đâu vậy? Halloween đâu mà mày quá trang. Trời ơi, quá trang đẹp quá. Ây da, đừng có đụng vô đeo quá. Ủa mày đau thiệt hả? Thiệt sao không thiệt, giỡn mày. Ủa sao vậy? Tao bị gấu lột sạch rồi. Gấu lột là làm sao? Trời ơi, tao đi chơi với nó nhiều tiền quá thì bây giờ phải lột lại chừ nợ. Ê, mày đừng có giỡn mà mày. Nó con gái mà con trai mà làm sao mà nghĩ sao nó lột mày được. Một mình nó thì nói chi, tụi nó là cả một tập đoàn luôn. Lần đầu tiên tao thấy đi ăn cướp mà có bận đồng phục nữa. Cái gì vậy mà đụng cái ổ kiến lửa luôn vậy hả? Thì bởi vậy cũng đáng. Quýnh đâu ê ẩm hết trơn. Bởi tao nói là yếu đừng có ra gió. Mày đặt phải thuê mướn rồi nọ, nó nguy hiểm không? Mày đừng có sát muối trái tim tao nữa. Tao bị thê thảm như vậy chưa đủ hay sao? Tao chỉ nói mày nghe vậy thôi. Ủa mà mày đi đâu bận đồ đẹp vậy? Bộ mình mày biết đi chơi Noel à? Tao không biết đi chơi hả? Mà chẳng đi chơi tao có gấu đi nữa nha mày. Mày sao mày? Tao thấy gấu đâu. Lên xe là biết. Ủa? Cái này mà mày gọi là gấu hả? Cái này mày gọi là cái gì? Là gấu. Đúng không? Đúng. Nè, hãy chung tay vì một cộng đồng hãy bay. Hiệp hội bay chúc mừng Giáng sinh an lành. An lành. My shit with anh. Happy New Year. Lên xe. Lên liền. Đứng đây chưa? Rồi. Merry Christmas and Happy New Year. Sếp ơi, an toàn sếp ơi. Dạ. Sao sếp cầm Long? Dạ. Điện ở Long. Anh kêu em. Anh ấy kêu là em bảo vệ anh. Rồi bắt anh gặp cái ghế gì vậy? À, em gặp cái quên xin lỗi. Hả? Cái ghế này để thường thường em ngồi để em để sếp tới đâu đưa sếp ngồi mà tại em quên. Trong đây có ghế rồi. Dạ. Thôi, đừng rồi, để sếp. Dạ. Ngồi đâu? Dạ. Ê, sếp. Đây. Ngồi đâu? Ngồi đây hả? À, dạ. Ghế này. Mình đâu có cần làm cái này đâu Long. À,
Không, nó an toàn. Vệ sinh, mình đang ra ngoài vệ sinh, sếp. Và đây, 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 cái này. Đưa ta lại. Bên đây. Long. Dạ. Ướt cái ghế người ta rồi Long. Không có, yên tâm đi. Đây. Sếp ngồi đi. Long ơi, là Long có cần phải kỹ gì không vậy? Trời ơi, sếp ơi, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh chúng ta hết trơn á. Sếp hiểu không? Đừng ngồi đây đúng không? Ngồi được chưa? Rồi, chính xác, sếp ngồi đó đi. Chắc chưa? Rồi, đụng vô thoải mái đi, em sát khuẩn hết trơn rồi. Cái gì vậy? Sếp làm gì vậy? Cái gì? Cái vụ gì nữa? Đưa lên. Gì nữa? Đưa ta lại. Hồi nãy quên xịt cái này. Trời ơi, Long ơi, mình đâu có cần... Long, chết cái lá người ta rồi, Long. Ủa thơm mùa này hả? Xong. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ sao? À... Hả? Bây giờ có cần phải kỹ gì không? Bây này là tôi đi gặp người yêu tôi. Dạ. Nó đâu cần phải thủ tục kinh khủng gì đâu. Sếp ơi, em được giao nhiệm vụ là bảo vệ sếp trên 24 và 24. Em không có làm như vậy thì em bị trừ lương liền sếp. Rồi bây giờ sao? Cậu đứng ở quầy vậy đó hả? Kêu nước cho cậu chủ uống chứ, đúng không? Thôi được rồi, đứng đi, đừng có làm gì nữa hết. Giúp ích gì được chứ. Dạ. Nhân viên ơi. Em làm gì vậy? Cậu làm gì? Lộc, bước ra đây, bước. Giơ tay lên coi. Lộc, chạy đi. Kiểm tra. Làm cái gì vậy Long? Là người ta có không khí. Không khí cái gì Long? Dạ, người ta là con gái. Sợ. Thì kiểm tra phải sợ chứ. Trời ơi, sợ gì chứ. Chồng phải đau quýnh cậu chết. Thà anh chết còn hơn sếp chết. Trời ơi, chứ không cần phải. Người ta nhân viên, người ta có không khí cái gì trong người đâu. Ai biết được. Thôi mệt quá, kêu. Nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xuống chúng ta. Kêu nước đi. Cà phê. Dạ. Ừ. Cà phê hả sếp? Ừ. Cho chai nước suối đi. Gì? Cái gì vậy? Dạ. Cà phê. 70% cơ thể chúng ta là nước. Sếp hiểu không? Bây giờ sếp mà uống nước vô nó mới khỏe được. Uống mấy cái cà phê, cà pháo nữa, nó có chất nicotine nè, nó có chất gọi là hóa học này nè, nó làm cái tăng cái lượng là coi như là ép tim. Có trên mạng không? Có đó, có mà. Thì bây giờ tôi coi sau nha. Bây giờ nép qua bữa đi, người yêu tôi sắp tới rồi. Alo, cái gì? Em tới rồi hả? Ừ, để anh dắt em vô nha. Ok. Sếp làm cái gì vậy? Em cứ máy đi. Sếp làm cái gì? Cậu mới làm cái gì vậy? Cậu làm cái gì vậy? Cậu sếp nghe điện thoại mà sao sếp không nói trước? Chị, nó nói gì? Ơi, cái gì vậy? Bao nhiêu vi khuẩn rồi, để em xịt cho. Ê! Long. Trời ơi Long. Cậu sạch. Sạch hả? Đứng im đi, tụi sắp vô rồi đó. Thôi để ra dắt vô đi. Nha. Được rồi, sếp. Sao vậy? Sếp ngồi đây đi. Để em ra dắt vô cho. Thôi để tôi dắt vô cho. Đứng có nhiều đó đi không xong nữa. Bảo vệ ai? Được mà. Sếp ở đây, ra ngoài nó nguy hiểm lắm. Sếp ra ngoài nó nguy hiểm lắm. Kẹn bé vô luôn rồi, khỏi ra dắt. Vậy hả? Quá phiền. Em ơi. Đứng lên. Đưa hai tay lên. Đứng lên. Kiểm tra đàng hoàng chứ. Không. Cái gì vậy sếp? Người yêu tôi. Em bình tĩnh, không sao hết. Đây là dạy sĩ của anh à, mới vô làm hiểu không à, đây thì cũng giới thiệu với em. Hỏi giới thiệu nó đi nha. Ngồi đi cứ. Sếp làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Sếp làm cái gì vậy? Bảo vệ anh rất là ga lăng. Nhìn nè. Đưa tay ra. Tại vì khuẩn không à sếp? Tao tưởng đâu rồi mình kéo cái ghế ra mình đưa để cô ấy ngồi. Cái ngoài ra sẽ thơm, đủ thơm rồi. Dạ. Tự hồi luôn. Không có đụng. Đứng im đi. Em, anh xin lỗi. Anh mất bình tĩnh quá. Sếp định làm gì vậy? Kệ anh đi. Sao em hỏi hoài vậy? Anh ngồi xuống nói chuyện người yêu anh. Ok chưa? Sếp định kéo ghế qua đây đúng không? Để em. Cứ để cứ tự nhiên nha. Thấy chướng không? Trên thấy chướng á. Dạ, ai trước? Em sáng giờ bụng không muốn trước à, em ăn rất là tốt, chế độ ăn kiêng cho nên không sao. Nó hơi bự nhưng mà nó ok. Nói chung là mời em đến đây thì để có không gian riêng. Thì ai không có phần sự thì biến đi. Dạ,
À chủ quán đâu? Đi hết ra cái này. Đây quán. Ờ là ông làm ơi. Dạ, em đủ khách đi, sếp cần không gian riêng mà. Sorry em. Tao cứ mày á, mày đi ra ngoài đi. Không được sếp, em là bảo vệ 24/24 là bên sếp. Bây giờ về đi. Sếp đang chướng đúng không? Em hiểu rồi. Ừ. À, coi như em đứng đây đi. Ừ. Ra em ngồi đây. Rồi. Sếp cứ coi như em không khí đi. Tránh xa tôi ra nha. Dạ 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 dạ. Dạ. Em có chừng bài. Dạ khoan 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 sếp, khoan sếp. À, em kiểm tra lần cuối thôi. Ờ, à, cũng chắc chắn là không có vũ khí chứ. Em Long ơi, Long ơi, người ta con gái. Người ta không phải là cái kho vũ khí Long. Dạ. Để coi người yêu anh vô cái vườn trái cây được không? Ai? Sếp. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tao nói chơi ngồi quá. Dạ dạ dạ. Cứ ngồi ngồi yên nữa thôi. Dạ. Em. Dạ. À, em thơm quá. À. Cái gì vậy? Vi khuẩn, vi khuẩn. Không sao. Ừ, em kể nó đi nha. Dạ. Cho nắm tay chút xíu được không? À à. À. Ui. Cái áo em xinh quá. À. Rồi đúng rồi. Ừ. À, anh còn gần em xíu được không? Đừng. Đừng. À, nguy hiểm rừng rạch xung quanh chúng ta. Đừng. Em nói chị chịu khó quay bên trái được, quay bên phải được không? Được. Ừ. Tao ngồi được chưa? Tao ngồi được chưa? Sếp coi như không khí đi. Em nói rồi mà. Cho nắm tay chút xíu nha. Đừng. Đừng. Đừng, đừng, đừng. Em. Hôm nay em mặc đồ đẹp quá. Đừng. Đừng, 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 đừng. Tóc. Đừng, 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 đừng. Đừng, 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 đừng. Ủa, xin lỗi em. Quay Long, mày làm vậy chết anh luôn quá Long. Thì sếp nói chuyện được rồi, đừng có đụng chạm vô, nguy hiểm lắm. Mày đi chỗ khác được không Long? Em được bảo vệ sếp mà, sao đi được. Em cảm thấy thoải mái không? Em thoải mái. Vậy hả? Ừ. Em thoải mái. Đừng. Đừng. Long ơi, Long, Long, Long. Mày đứng ở đây Long. Mày quay anh biểu. Dạ, cái gì sếp? Mày là không khí hả? Không khí, không khí. Nhưng mà không khí nó hơi bị ô nhiễm nha Long. Bây giờ anh chính thức sa thải em. Sếp, sao em sa thải em? Em có làm gì lỗi lầm đâu sếp. Em bảo vệ sếp mà. Anh đuổi em. Đi. Tại sao vậy sếp? Bây giờ nhà cửa vậy sếp gọi đuổi về. Con cái em. Được. Yên tâm. Vợ con em. Yên tâm. Anh sẽ đền bù thiệt hại cho em. Một năm luôn. Đủ tiền lo gia đình. Nha. Bây giờ đi đi, anh chịu hết nổi, anh nhìn mày hết nổi rồi Long. Nhưng mà sếp ơi, em là vệ sĩ mà, em đâu có làm gì sai đâu sếp. Nhớ cái nội quyền quan trọng nhất khi mà xin việc làm không? Dạ nhớ chứ. Là cái gì? Điều 1, sếp bây giờ cũng đúng. Nếu sai, xem lại điều 1. Đó. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đi. Chắc mà ông nói là từ 20 cho đến 40 là phải cần tìm một người sếp giỏi chứ không cần công ty xịn. Từ 40 đến 50 là cần phải làm những gì mình cảm thấy mình giỏi. Từ 50 đến 60 là cần phải nhường lại những gì mình làm được cho giới trẻ. Còn từ 60 đó đi thì ở nhà chăm cháu thôi. Ai mà mình mới có từ 30 mấy thôi mà lại như thế này rồi. Người ta nói là nhất cận thị, nhì cận giang. Muốn sang phải cận sếp. Mình cận như thế rồi mà tại sao vẫn thất nghiệp? À, đúng là số con rẹp mà. 12 con giáp đâu có số đâu ta. Mà sao nó díu mình hoài? Bởi người ta nói đúng mà. Cô đơn không phải ngồi trong một căn phòng vắng để nghe một bản nhạc buồn rền rĩ, mà là nghe một bản nhạc vui nhộn mà nước mắt cứ giật trào là vì sao? Là vì thất nghiệp và đói quá mà. Trời ơi, có ai hiểu tôi vậy? Đói quá. Gì vậy?
Alo, em nghe là sếp. 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 Sếp ơi, em ôm sếp cái coi. Em cảm ơn sếp nhiều. Nhận được một cú điện thoại của sếp, em thật luôn. Em cảm giác như là đất trời như sụp đổ. Vậy Long, sếp nghe nói đi. Làm ơn bình tĩnh đi Long, cái gì vậy? Em rất bình tĩnh. Anh bình tĩnh lại. Em nói thật với sếp luôn nha. Có thể là em không có giỏi trong giao tiếp. Ừ. Nhưng mà chắc chắn điều là em rất giỏi trong công việc là làm vệ sĩ nha. Sếp mà gọi em làm một cái gì quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của sếp luôn. Bình tĩnh Long. Dạ, em sẽ trừ gian diệt bạo. Biết rồi. Dạ. Bình tĩnh. Thật ra là bình tĩnh đi. Mình hôm nay là anh gọi em qua đây là để Long, cái gì Long? Đủ đi nha Long. Không có. Khí tụ đạn điện. Đứng im bé Lộc, đứng im đó. Dạ. Anh test cái mặt anh cái. Ê đẹp nha. Cái gì vậy? Chắc má em đang rất mừng về chuyện này. Nhắc nhở em là phải bình tĩnh lại. Thật ra là như thế này. Dạ, như thế này là như thế nào? Như thế này nè, tôi kêu anh qua đây. Dạ. Nghĩa là tôi biết cái năng lực của anh rồi. Dạ. Đúng. Tôi á thì tôi không cần phải bảo vệ này nọ đâu. Ủa? Tôi không cần, bởi vì tôi là con trai mà tôi tự lo cho tôi được. Ủa vậy sếp? Vậy sếp ơi. Đứng dậy, mình... À đúng rồi. Được. Tôi cần cậu bảo vệ một cái người quan trọng cho tôi. Một người quan trọng của sếp? Đúng. Em biết rồi, sếp đợi em đi. Em sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ mà sếp đã giao cho em. Hay lắm. Ông chủ lớn ơi! Lâm! Ông chủ lớn ơi! Lâm! Ông đâu rồi? Lâm! Cái gì vậy Lâm? Ông chủ đang ngủ mà. Ủa ông chủ lớn đang ngủ? Ông dậy quýnh tôi chết. Xin vậy sao tới bảo vệ ông chủ lớn? Ông hỏi đánh răng xúc miệng. Không phải. Ông chủ lớn có bà chủ lớn lo rồi. Chủ lớn. À đúng ừ. Rồi. Này vậy biết em còn vận động đi. Em biết là bảo vệ ai rồi. Đúng. Bà chủ lớn ơi. Lâm! Bà chủ lớn ơi. Lâm! Bà đâu rồi? Lâm! Bà đâu? Cái gì Lâm? Bà chủ lớn đang tắm. Quýnh tôi chết. Vậy bảo vệ bà chủ lớn mà. Em sẽ... ơi. Lâm ơi Lâm. Bà chủ lớn có ông chủ lớn lo rồi. Bà chủ lớn có người chủ lớn lo. Ừ. Ông chủ lớn có bà chủ lớn lo. Bình tĩnh. Đúng. Rồi. Người khác. Em biết rồi. Đợi xíu đi. Ừ. Cô tiểu nhỏ ơi. Cô chủ tiểu nhỏ ơi. Cô đâu? Lâm. Cô đâu? Lâm. Cô đâu? Cô ấy đâu? Cô ấy. Tôi không có em gái. Em gái không có. Ủa vậy em gái. À đúng rồi. Trước khi tìm hiểu mà công việc của mình sắp làm á, tôi nghĩ là cậu phải tìm hiểu về gia đình của người ta nữa. Nó phải cặn kẽ, nó phải chi tiết vào, chứ không phải là hình thức không. Không, cái đó là em chuyên môn của em rồi. Mà tại vì em mừng quá khi được nhận nhiệm vụ trở lại. Tôi hiểu, em tôi quá hiểu. Mừng. Không sao, tôi hiểu. Vậy bây giờ xin lỗi. Đúng rồi, vậy em không bảo vệ cậu chủ. Ông chủ lớn, ừ. Bà chủ lớn, ừ. Vậy em bảo vệ ai? Người yêu tôi. Cái cô hôm bữa mà bế con chó nè hả? Cái đó bà Vũ. Không, cái cô mà đi kế ẩm chó của cô đó. Dạ, chính xác. Đúng là cậu chủ có ánh mắt nhìn người. Nhìn nét mặt đẹp, trái xoan của dọc dừa. Tuyệt vời. Đó, cô ấy là tôi cần bảo vệ cô ấy 24/24. Bởi vì sắp tới tôi phải đi công tác xa, cho nên là tôi cần cậu đến bảo vệ cô ấy. Đồng ý chưa? Cái gì vậy? Ủa, sếp. Long. Ủa, sếp yên tâm. Long bị bên tim với Long. À, sếp cứ yên tâm. Em sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ mà sếp đã giao. Em sẽ nỗ lực 200% của em để bảo vệ cho người yêu của sếp. Long, bây giờ anh nói nè. Anh nói thiệt là anh không tin. Anh không thể nào mà an tâm khi mà giao cô ấy cho em. Anh nói thiệt. Bây giờ mình test thử đi. Test thử. Đúng rồi, cần phải test thử. Ví dụ nha. Dạ. Bây giờ tôi là người xấu nè. Dạ dạ. Cô ấy đang ngồi nè. Tôi bước tới tôi dè dãn cô ấy. Nè cô gái, cô có người yêu chưa? Long. 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 Tại sao? Long. Long. Chết tao Long. Xin lỗi cậu. Long, quýnh thiệt á Long. Quýnh tôi con mắt là Long. Dạ, quýnh thiệt mà. Sếp nói em mà trừ gian diệt bạo mà. Ơi trời. Xin lỗi, tại vì mình phải bình tĩnh lại. Mình nhẹ nhàng lại. Mình dùng lời nói trước, rồi mình dùng hành động sau. Nếu mà người ta không nghe mình mới dùng hành động, hiểu chưa? Lại. Lại nữa hả? Nè. Cô ấy là người yêu tôi. Dạ dạ. Tôi là người xấu. Dạ. Nè cô gái, cô có người yêu chưa? À, cậu ấy ơi. Cậu thể bỏ cái tay xuống được không?
cô ấy đã có bạn trai rồi. Nếu anh thích hãy đến với em đi. Lộc, đến với cô đi. Lộc, Lộc, anh giả cái ly vô mặt em đi. Đi à? Đi hả Lộc? Nhẹ nhàng lắm rồi sếp. Nhẹ nhàng. Em hiến cả thân xác em đã bảo vệ cô chủ. Lấy người ta chết, người ta chết, tôi nói thiệt. Làm vậy không được. Tôi không yên tâm, tôi nói thiệt với cậu. Mà nội cái đồng hành động mà hồi nãy cậu bảo vệ cô ấy. Cô ấy đang ngồi mà cậu ngồi lên người cô ấy luôn. Được không? Em né qua mà. Né qua em tràn tới ôm rồi đè. Chà. Kỳ quá. Thôi bây giờ cứ bình tĩnh hiểu không? Dạ. Mọi sự việc cứ nhịn trước. Dạ. Cậu á đừng cái cậu nhiệt tình. Dạ. Mà đừng cái nữa cậu cũng ngu dốt. Nó đâm ra phá hoại. Cho nên mọi thứ là mình một điều nhịn là chín điều lành. Không phải đâu, tại vì hôm nay em mừng quá em mới vậy thôi chứ bình thường nè, sếp đi yên tâm đi, em rất là ok, rất là ok. Rồi. Dạ, ok sếp. Sau khi tôi đi công tác về. Dạ. Nếu như mà cậu hoàn thành được cái nhiệm vụ bảo vệ cô ấy. Dạ. Tôi sẽ tăng lương. Và tôi sẽ để cậu làm cánh tay trái đắc lực cho tôi. Thiệt luôn hả sếp? Thiệt. Vậy sếp yên tâm đi, sếp mà về, người yêu của sếp chắc không mất dù là một cọng lông. Tốt. Dạ. Cứ vậy đi. Dạ. Nãy giờ kêu lấy ly nước xong lấy. Sếp đợi em nha. Sếp đợi em nha. Chị ơi, an toàn rồi chị ơi, chị chủ. Ra chị, thoải mái, yên tâm. Dạ. Tôi không thấy thoải mái luôn á Long. Cậu làm cái gì vậy? Bảo vệ cho chị. Bảo vệ cái gì? Trời ơi, chị lúc nào em cũng phải bảo đảm cho chị an toàn tuyệt đối. Cậu chủ Phương đã giao nhiệm vụ cho em rồi. Chị có mệnh hệ gì là chết em luôn á, là bị đuổi việc, sa thải luôn. Vì tương lai con em chúng ta, chị thông cảm cho em nha. Đầu tiên là tôi không biết tương lai mệnh hệ của tôi như thế nào nha. Hàng xóm kỳ thị. Trời ơi, cái chuyện kỳ thị đâu có chết mình đâu chị. Cái chuyện mà coi như là tai nạn mới chết mình. Chị phải nhớ là nguy hiểm nào cũng rình rập xung quanh chúng ta hết. Chị phải tập trung vô và em phải tập trung vô. Mình hợp tác để cùng nhau gọi là vượt qua nguy hiểm, chị hiểu không? Ok. Lấy xe ra đi. Được rồi, ok. Dạ. Hiểu. Hợp tác với em nha. Hiểu. À quên chị ơi, có này em hỏi nhỏ chị xíu nha. Hỏi. À, cái lần trước em biết là chị xin mua cái điện thoại Xmart Pro 12 là cậu chủ Phương nói là chị đua đòi cho nên ảnh không có mua. Nhưng mà cái vụ mà này là nó có sức khỏe cho chị nè, chị xin cậu chủ Phương mua cho chị chiếc xe hơi để chị đi, cho chị đi xe Honda nè. Nắng gió bụi đường là bệnh chết luôn á, hít vô không khí bây giờ nó ô nhiễm lắm. Nè Long, cái này là do chị say xe thôi. Say xe chứ không phải, chứ mấy cái xe ô tô này kia dễ mà, say xe nha em. Nhanh đi em. Em cũng đoán có nguyên do đó chứ. Em biết cậu chủ Phương thương chị lắm. Dạ. Đúng rồi. Dạ, chị đợi lấy xe đâm chở chị đi nha. Có người gì mà kỳ cục. Kỳ ta. Dạo này cái bụng thấy nó sao sao ta. Không được rồi, mình phải làm rõ vấn đề này. Nếu mà là chết chứ không chơi đâu nha. Alo. Tôi đứng sau cậu nè. Ồ, đứng sau. Dạ, biết rồi. Ủa chị đâu? Đứng sau, là trước cái cửa. Chị. Chị trước em phải đứng phía sau mới đúng chứ. Chủ tớ đàng hoàng. Chị ơi. Đúng là không phải gì hết mà em thắc mắc em hỏi chị chủ một cái. Chị chủ ráng trả lời một cách thành thật để em có về cái tiện mà bà em giao phó nha chị. Hỏi cái gì cứ hỏi, đừng có đoán già đoán non, hỏi. Dạ. Sao mà tiện cái dạo này thấy bụng chị có vẻ phình ra quá, to quá. Sao vậy chị? Rồi có liên quan gì tới cậu không? Rồi cậu quan tâm chi? Trời ơi, sao không liên quan chị chủ? Liên quan mà phải quan tâm luôn đó. Tại vì chị vô biết rồi, cậu chủ Phương đó là nhờ em là chăm sóc
chị Vũ, trong thời gian cậu chú Phương đi, mà bây giờ tự nhiên cái đi còn như vậy rồi giờ về nó vậy là có liên quan đúng không? Trời, cậu chỉ có hoàn thành nhiệm vụ của cậu được rồi, không có liên quan gì với cậu hết trơn á. Trời, nó nói như vậy mà chị Vũ chứ không hiểu luôn hết à. Em chăm sóc chị Vũ gần cả mấy tháng nay rồi, bây giờ cậu chú Phương về thấy không, rồi em không đụng đấy chị Vũ một dù là một cộng lông cũng không có nữa, mà bây giờ tiễn nó đang như vậy rồi giờ nó như vậy chết không chị? Rồi cậu muốn sao? Dạ à, thôi dạ mời chị Vũ lên xe. Liều luôn. Long. Dạ. Dạ cái gì sếp? Cái gì Long? Không có đâu có gì đâu, em định báo cáo tình hình cho sếp nghe thôi. Ai chà, mình có cách nào mình báo cáo nó nhẹ nhàng hơn không ta? Thì đó em rất nhẹ nhàng á, em ngồi xuống nhẹ nhàng đó, em nhìn sếp. Đó. Em tập trung rồi em mới nói luôn á sếp. Nhưng mà cái đôi môi của cậu nặng lắm. Tôi mở ra tôi thấy chế giới luôn á. Trời. Ý sếp nói là em định cưỡng hôn sếp hả? Cái gì đó cậu đó cũng điên hả? Trời ơi, em là man sếp, em đâu phải là cái đó đâu sếp nghĩ gì vậy? Phải không? Dạ. Ở bạn gái gì? Em có bạn gái luôn rồi mà sếp. Mia gì đó. Thương em lắm. Chị hả? Dạ. Dạ. Trời ơi. Em làm thêm cày bừa để kiếm tiền để cưới nó đó. Chị hả? Em thấy cậu mặc cái áo hồng hồng tím, tôi nghi quá. Trời quá, tại vì bé thích cái màu vậy. Trời, em chịu thôi. Rồi, dạ. Không sao. Có chuyện gì nói đi. Sếp ơi, cái lúc mà sếp đi công tác á, em ở nhà em thề với sếp luôn nha, cô Quyên Quy là em theo là sát nút luôn á, không có hở luôn luôn á, mà hình như nó vẫn có lỗ hở sếp ơi. Nó hở khúc nào? Nó hở cái khúc nào thật sự em không biết, nhưng mà em chỉ biết là nó hở thôi. Nhưng mà cậu phải biết là cậu theo sát mà phải biết nó hở là hở ở đâu mới được. Dạ em biết nó hở ở đâu. Hở ở đâu mình lấy đồ mình che lại đó. Em ông nội em không dám che nó sếp, nhưng mà tại em sao? Biết chắc chắn có thằng che, thằng che vô đó, cho nên bây giờ hình như là cái bụng của cô Quyên Quy nó càng ngày nó càng nó bự lạ lắm sếp, bự cái dạng lúp lâu gì vậy? Tôi dặn cậu ở nhà làm sao bảo vệ cổ tử tế, mà tại sao cậu cho cô ăn cái gì mà cô sình bụng hả? Dạ ông nội em không dám cho cô ăn nữa, em đã làm sao cái bụng sình ra? Em thấp cổ với Hồng, em biết em nghèo, em không thế nào mà chòi cái mâm son được sếp, em không có dám nghĩ tới luôn á sếp. Nói gì Long? Long, tỉnh lại. Không, ý sếp nói là em Long. em cho cô ăn cái gì? Cho em nói em không cho thiệt. Ăn đồ tầm bậy tầm bạ, ăn món ăn á Long. À món ăn. Em cứ nghĩ sếp nói bóng nói gió chứ em thật sự em không dám cho ăn cái đó đâu. Dạ. Sếp nhưng mà chắc vậy là cậu quýnh. Không có quýnh. Cậu quýnh cổ sình bụng. Cậu quýnh cổ xưng cái bụng, cậu lấy cái gì cậu quýnh cổ? À, em thề anh luôn, em không dám động cổ dù chỉ là một cành huê. Dạ. Dạ, nhưng mà không hiểu sao. Dạ, bụng bự lắm sếp. Giống cái hiện tượng gì? Dạ, nó trắng nó là có chữa đó sếp. Ok. Nếu bây giờ cậu đã biết rồi thì tôi yêu cầu cậu sát sao bảo vệ cô ấy sát hơn nữa, sát hơn lúc trước, sát không có kẻ hở luôn. Ok chưa? Sát cỡ nào? Sát cỡ này không sếp? Cỡ này không sếp? Cỡ này không sếp? Không, lâu, cái đó không phải sát. Cái đó không phải sát, cái đó không phải cha. Có Dạ em biết rồi. Ủa mà sếp hả? Cái đó sếp không giận cô chủ sao? Cái bụng không biết của ai mà sếp vẫn kêu bảo vệ là sao sếp? Có gì đâu, đơn giản thôi bây giờ nha. Nó đơn giản là cái ban ngày cậu bảo vệ cổ. Dạ. Thì ban đêm là tới viên tôi. Ban ngày em bảo vệ, ban đêm sếp bảo vệ.
Ê, vậy khứa đó là sếp rồi. Ê, ông Minh rồi nha. Ê. Dạ. Ông Minh nha. Làm mừng. Ừ. Làm sợ muốn chết luôn à. Chính vì vậy mà cậu phải sát sao bảo vệ cô ấy. Bảo vệ long thai của cô ấy. Sếp cứ yên tâm, đó là nghề của em mà. Vệ sĩ chân chính. Anh ơi, lần đầu tiên mà anh gặp một người phụ nữ mà có thể nói là dịu dàng, quá nết na, rất là hay từ ứng xử cho đến là mọi chuyện tất tần tật, quá ok, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Một người con gái mà anh cảm thấy là sao xuyến lòng người luôn. Ok ok, rồi, hẹn gặp lại em nha. Chúc em một ngày là tuyệt vời, thật là hạnh phúc nha. Ok baby. Bye bye. Trời. Làm sao mà sống nổi được ta. Một khi mà thánh tình này ra tay thì có chết. Ủa? Nhấc cái giò lên, nhấc cái giò lên. Cái đồ lau nhà này mới mua hả? Mới mua. Nhiêu tiền hả? 400 mấy á. 400 mấy? Ừ. Đôi giày tôi mua 4 triệu mấy mà cô nỡ lòng nào mà chà lên đôi giày tôi vậy? Đôi giày này 4 triệu mấy hả anh? Chứ sao? Ủa 4 triệu mấy là anh được quyền anh đi từ ngoài đường đi vô đây hả anh? Nó có thấy em đang lau nhà không? Lau nhà thì lúc nào lau cũng được. Tôi đang nói chuyện công việc mà. Anh nói hay quá à. Sao anh không lau giùm tôi đi? Biết đôi giày này ngoài đường vô dơ cỡ nào không? Vợ đang dọn dẹp còn không biết giúp thì thôi, còn đi vô dẫm đạp trên nhà là sao? Thôi được rồi. Thôi để tôi rảnh tôi làm cho. Chừng nào rảnh? Mệt mệt quá, chừng nào tôi rảnh, nói chừng nào rảnh làm. Hay bất quỷ, nói này nói kia quá. Đợi ông rảnh chắc hả, cái nhà này nó thành cái bãi rác rồi quá. Tháo ra. Cành nhà biết phút này của nó. Nè, ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Cái gì? Ông nói gì, ông nói ai cành nhằn. Hả? Cái nữa, tôi ra đường á, gặp biết bao nhiêu người phụ nữ con gái, người ta dịu dàng nết na nói chuyện nhỏ nhẹ, về nhà đi làm nó mệt rồi về nhà nghe giọng vợ mệt chứ. Giống như cái con hồi nãy mới gọi điện đúng không? Con nào nữa? Cái con nhỏ trong điện thoại nãy đó, mới gọi điện nói chuyện không, nết na ngọt ngào như nhỏ đó đúng không? Và bà nghe lén điện thoại tôi không? Nghe cái gì, ông nói chuyện ai cũng nghe, nguyên cái nhà này nghe hết á, không cần phải nghe lén nữa. Tôi nói bà biết nha, đây là đối tác nha, đối tác làm ăn nha. Không phải bậy bạ nữa, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi dễ chuyện này chuyện kia nha. Xí, bậy đặt. Mở miệng là đối tác, là khách hàng, con nào cũng đối tác hết đó. Nhưng sao? Sao ông nói chuyện với đối tác ông ngọt ngào quá vậy? Mà sao ông nói chuyện với vợ ông sao ông cọc cằn dữ vậy ông trưởng hả? Trời ơi là trời, là đối tác, là con gái mới lớn. Chân láng này, mưng mởn này, dạng hơi nách này, đã. Còn bà? Nhìn đàng y như cho nhãn. Hết nói. Cái gì? Chân dài tới nách hả? Chân dài tới nách là chó, là bò, là trâu không đó? Người đâu mà dài tới nách? Ý tôi nói vậy. Ý cái gì? Ra ngoài đường khen gái người ta không mà, khen vợ người ta không mà. Vợ người ta đẹp thì chồng người ta thương. Còn tôi hả, già nua xấu xí vậy nè, thì ông chửi ông chê tôi đúng không? Ông không thương đúng không? Tại sao mà tôi xấu xa, tại sao mà tôi như vậy? Là tại vì tôi ở trong cái nhà, tôi lo trong cái nhà này, vừa đi làm ở ngoài đường vừa về lo trong cái nhà này. Ông ngon, ông phụ tôi đi. Rồi tôi rảnh tôi đi làm đẹp cho. Dừng. Không cãi nữa. Để tôi rảnh, tôi làm cho. Dừng. Mệt gì đâu mệt. Ông rảnh quá, ông đi lên trên đó ông nói chuyện với đối tác của ông đi. Tôi mà bắt gặp nó hay là chết cho tôi nha. Quá đáng.
Dám chê tôi già, dám chê tôi xấu hả? Ừ, thù này tôi sẽ trả. Ký đi. Gì vậy? Ký. Trời ơi, trời, người ta đang ngủ làm cái gì? Ký xong mày ngủ. Hình như là một ngày là em không kiếm chuyện tôi là hình như không yên ổn phải không? Anh đừng nói nhiều nữa, ký lẹ đi. Đang ngủ mệt gần chết, ký gì? Em bị điên hả? Cái gì vậy? Cái chuyện chút xíu à? Vợ chồng thì có lúc cơm không lành canh không ngọt. Chuyện chút xíu vậy mà đổi lấy gì thì không? Hả? Giờ anh ký đi, đừng có nói nhiều nữa, tôi nhức đầu quá. Bị điên hả? Cái gì? Đơn xin từ chức. Đúng rồi đó, tôi xin từ chức làm vợ anh. Tôi không muốn làm vợ anh nữa. Tôi bây giờ tôi muốn làm bồ anh. Tôi muốn làm đối tác của anh. Em bị gì vậy? Hả? Bây giờ tôi thấy tôi làm vợ anh á, tôi không được gì hết trơn á. Tôi chiều anh nè, tôi lo cho anh từng miếng cơm, từng giấc ngủ. Rồi anh muốn cái gì tôi cũng chiều anh cái đó, nhà cửa, cơm nước tôi làm hết cho anh. Mà tôi thấy không có được cái gì từ trong cái chuyện này hết á. Bây giờ tôi không muốn làm vợ anh nữa, tôi muốn làm bồ anh thôi. Muốn làm đối tác của anh thôi. Đối tác sướng muốn chết. Chỗ nào ngon được rủ đi ăn, nhà hàng chỗ này chỗ kia. Rồi nói chuyện nhỏ nhẹ nữa. Còn anh á, anh nhìn lại đi, anh có nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi chưa? Vậy là từ ngày là cưới nhau về là cô bức xúc nhiều vậy hả? Chứ làm sao nữa. Anh coi đó, tôi làm vợ anh mà tôi có cái được cái quyền lợi gì không? Toàn là nghĩa vụ không à. Mà anh nói chuyện với tôi hả? Từ bữa tới giờ anh có cười với tôi không? Anh có ngọt ngào với tôi không? Anh có ga lăng với tôi không? Anh có dùng một cái ánh mắt trìu mến ông nhìn tôi không? Không, không có đâu. Anh coi tôi giống như là ô sin trong cái nhà này đó. Nói chuyện thì cọc cằn. Coi lại đi, anh nói chuyện với giờ đối tác của anh sao? Ngọt ngào sao? Ga lăng sao? Tình tứ sao? Thì bây giờ anh đối xử tôi y chang vậy đây. Tôi muốn làm người tình của anh, không muốn làm vợ mệt quá. Em nói xong chưa? Xong rồi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Giờ tôi nói con nghe nha. Làm người tình là không được quản lý tiền bạc và các khoản tiền khác. Nếu như không đồng ý, coi như nghỉ việc. Không được hưởng lương hưu và các khoản tiền khác. Con hiểu không? Còn làm vợ đôi khi thì còn một chút, nhưng mà có rất nhiều quyền lợi, ưu đãi, lương hưu, những hoạt động tập thể gia đình. Sau này có thể lên chức làm mẹ, được ôm, được hôn, được ngủ với chồng. Mà quyền lợi này là bồ không bao giờ có được. Anh nói giống như là vợ nhiều quyền lợi mà đó giờ tôi không biết luôn á. Chứ sao? Được nhiều quyền lợi dữ ta, được làm mẹ luôn, được ôm hôn luôn, rồi được chế độ lương hưu đãi ngộ vậy luôn á hả? Ừ. Ừ, biết rồi đó, vậy thôi giờ ký tiếp đi. Nói vậy mà cô còn kêu tôi ký hả? Ừ. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Cô chắc chưa? Chắc. Được. Mở ra ký nè ông nội, ký đâu đó vậy? Em suy nghĩ kỹ chưa quyết định về đây vậy? Thì suy nghĩ kỹ rồi mới qua thăm ba nè. Vậy thì từ nay đừng có làm mấy cái đơn, mấy thư từ, mấy giấy tờ gì nữa nha. Rắc rối lắm nha, anh không thích. Rồi em biết rồi. Ba ơi, con chủ về thăm ba nè. Ủa ba, về hả con? Dạ. Trời ơi. Ba khỏe không? Khỏe. Ngọn gió nào mà đưa. Ủa trời, đúng là thần giờ cất cảm nha. Hồi sáng thì ngủ dậy thì lấy áo bận ra cái cảm giác cái gì, bao nhiêu cái màu. Từ đó biết ba thích màu mè mà. Tự nhiên cái tiện cầm cái áo màu trắng lên, mặc vô tiện về, ba cho con áo trắng hết. Nè, ai quên nữa. Ở ngọn gió nào tiện đưa hai đứa hôm nay tiện qua thăm ba với má vậy. Để ba gọi cho má con mua đồ ăn thêm, tại đang đi chợ mà. Về cái gì mình ăn thêm nha. Dạ dạ thôi được rồi ba. Nay con qua đây là chủ yếu con muốn trả hàng thôi ba. Ủa con, My, ba đâu có giao hàng nào qua bên con đâu. Dạ không, hàng là hàng này nè ba. Con muốn trả cái hàng này lại cho ba. Là sao? Ba ơi ba, con nói thiệt với ba, hồi đó giờ con cưới ảnh giống như con bị lầm vậy đó. Con chưa bao giờ con thấy một người chồng nào mà thiệt có làm biếng, mà ham ăn, mà ăn nhiều, mà phải ăn ngon như ảnh. Mà chưa hết đâu nha, ảnh còn mê chơi game, không có lo lặng gì hết trơn hết trọi, mà ở dơ nữa, không có phụ giúp gì cho con hết. Chơi game xong rồi bắt đầu coi phim tầm bậy tầm bạ. Coi phim tầm bậy tầm bạ xong bắt đầu đi lên mạng kiếm gái, nhắn tin. Ra ngoài đường thấy con gái đẹp cũng chạy tới xin số điện thoại nhắn tin cho người ta. Con nói thiệt á, con nhiều cái tật xấu mà con không dám kể ra đây, sợ ba nghe ba mất mặt á.
Bây giờ con trả lại cho ba đó, ba muốn làm gì đó ba làm. Cái gì dữ vậy My? Con có chơi vời hay là có gì xíu xíu tẹo tẹo đàn ông mà ba hiểu chứ. Mà làm gì đó mà nói quá là vậy. Cái gì? Cái gì? Anh nói ai nói quá? Nè, ai? Em chứ ai nữa? Ai là cái người mà tôi bắt gặp tại trận nhắn tin cho con Kiều, xong rồi còn gọi điện FaceTime cho nó, xém chút nữa rủ nó đi chơi. Hên là tôi bắt gặp kịp, không thôi là anh với nó đi chơi ở đâu tôi đâu có biết. Rồi ai? Ai chơi game đã đợi trong phòng, xong rồi là xách đồ ăn vô trong phòng ngồi ăn, ăn xong rồi để sẵn 3-4 ngày không lấy ra. Tới hồi tôi phát giác ra là coi như là dòi nó bu lên tới trên giường luôn. Ai? Hả? Rồi tôi nói ông nè, ai? Ai là cái người mà suốt ngày đi ra ngoài đường nhìn cô này cô kia? Ai? Hả? Rồi ai? Ai là cái người mà tôi nói thiệt ăn thì... Con đừng có kêu ai nữa. Ba biết đó là ai rồi. Nha, nha. Ba ơi. Mày đừng nói gì nữa chân. Nha. Giờ phút này đừng nói gì nữa hết trơn á trời. Để tao nói chuyện con dâu tao chút xíu. À... My à. Dạ. À, ba thật sự là cũng xin lỗi con. Nhưng mà con ơi, thật ra nghe xong là ba cũng bàng hoàng lắm. Từ đó giờ thật nhà cũng có kinh doanh sản xuất đồ con biết mà. Chưa bao giờ mà xuất hàng đi mà phải nhận hàng trả về, huống chi là con trai của ba. Nghe thì nó cũng đau đớn lắm. Ở giờ mà nghe ba nói nè, thật ra cái gì cũng vậy con biết mà, của bên là tại người hết đó. Mình xài thì cũng phải cho nó cũng hao mòn chút đỉnh, mặc dù thằng này nó cũng hơi chắc bị lột dên hay là gì đó, đút bê nó cũng hơi quá, nhưng mà con từ từ thì ba xin hứa. Ba xin mang về bảo hành sửa chữa lại cho con đàng hoàng. Ba nói thật nha, đừng bao giờ mà vội vàng gì hết trơn. Tình yêu mà đến được với nhau đó là phải là do duyên số con à. Tu 10 năm thì mới gặp nhau được một lần, tu 100 năm thì mới yêu nhau được con à. Để thành vợ thành chồng thì tu cả 1000 năm con à. Đâu phải muốn chia tay là chia tay đâu con. Nghe ba nói nghe. Rồi bây giờ vậy đi, để đảm bảo chuyện đó, ba xin phép kêu thằng trưởng vô trong để ba nói chuyện riêng cho nó chút xíu, để truyền đạt cái ý nguyện lại chút xíu, rồi ba sẽ mang gửi trả lại cho con. Dạ, con cũng lớn rồi. Thôi có gì mình nói đây con tiếp thu được ba. À, dạ. Có nghĩa là ngồi để nói chuyện được luôn đúng không con? Dạ. Tại vì cái này chuyện ý nhị, dạ, tế nhị của gia đình thôi. Mà nếu như con mà cảm thấy là không cần thiết phải giữ mặt giữ mũi thì ba sẽ sẵn sàng ngồi đây nói chuyện với con trước mặt con dâu luôn. Ha. Dạ, dạ thôi. Vô trong mà, con biết rồi. Ok. Dạ, vô trong tới nhị. Dạ. Vô trong ha, chuyện dạ. Tới nhị mà. Con chờ ba chút xíu nha con. Đi, vô đây với ba con. Xin phép con. Dâu, hàng quá bà đã nói rồi. Ở bất cứ chỗ nào bà không biết, nhưng riêng cái nhà này đã xuất xưởng rồi. Mọi hư hao bà sửa chữa miễn phí hết ha. Và bây giờ bà đã bảo hành xong, bà xin phép con mang về lại. Và chắc chắn không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa nha. Dạ, dạ. Rồi. Cảm ơn ba. Không có gì con. Trưởng à. Dạ. Con thấy chưa? Trời ơi, tuyệt vời mặt trời. Đây, đây con. Ba ơi. Hả? Cái gì mà dữ vậy ba? Nó là vậy. Bảo hành của ba lần vậy đó hả? Cái gì cũng vậy con à. Nó phải có hư thì mình phải sửa lại nó hết hư. Con ha. Rồi từ đây về sau nha, con cứ mang xài cảm thấy hư nói ba, bảo hành liền. Nghe. Dạ, đúng không dạ. Con trai yêu của ba. Dạ, dạ. Ừ. Dạ, con biết. Dạ. Ừ. Thôi đưa vợ con về nghe. Dạ. Trời ơi, ba bảo hành hay quá. Cảm ơn ba nhiều, mốt chắc con không dám qua đây bảo hành nữa đâu ba. Rồi về sao con? Dạ con biết, từ đây con không dám nữa. Ừ. Dạ con biết. Nói một tiếng cho vợ con vui nè. Vợ, chồng xin lỗi, từ nay chồng không dám nữa, chồng có hư nữa. Rồi, thôi xin phép ba mang về lại để sử dụng tiếp nha. Dạ, dạ. Dạ. Mình về ha. Từ nay anh hứa anh sẽ không có hư nữa. Rồi, 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 đi về, đi về, đi về. Dạ, con xin phép ba con về. Ừ. Đi vợ.
Dạ, xin phép ba con về. Nhớ nha, có gì cần bảo hành cứ gọi cho ba nha.